nhàn cư vi bất thiện, ngồi nhà rỗi không có việc gì bắt đầu mới nghĩ đến rượu đến thèm. Chứ một người mà ở trên nương trên dãy hoặc là người ta bận quần quật suốt ngày thì cái việc mà đầu óc nghĩ đến rượu nó cũng hạn chế đi. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Phước. Alo, xin chào thính giả có điện từ Bình Phước ạ. Dạ, em chào chương trình ạ. Vâng, xin chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em muốn tư vấn được em với chồng kết hôn cũng lâu đó. Dạ. Nhưng mà trước khi chúng em kết hôn cũng không có tìm hiểu. Nhưng mà quá trình ở với nhau thì cũng có chút tình cảm. Nhưng mà thời gian gần đây vợ chồng có xảy ra xích mích, cũng đi đến quyết định ly hôn. Kiểu em thì muốn ly hôn mà chồng thì không muốn. Nhưng mà em muốn tư vấn là để sao mà mình cố gắng níu kéo được cái gia đình này, thì được thì ở mà không được thì cũng tư vấn cho em làm cách nào mà dứt khoát được luôn. Vâng, tôi cũng rất là chia sẻ về cái hoàn cảnh của bạn. Thực ra tâm lý của mình, tâm trạng của mình lúc này cũng nửa muốn là ly hôn, nửa muốn níu kéo, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời anh Đoàn. Rồi, anh chào em. Dạ, em chào anh ạ. 40 tuổi rồi, lấy nhau bao năm rồi? Tụi em lấy nhau 15 năm rồi ạ. 15 năm à, có mấy bé, các cháu lớn chưa? Dạ, em có hai bé, bé lớn học lớp 9 ạ, bé nhỏ học lớp 5. Thế hả? Nói rằng là vợ chồng hay xích mích thì thường là xích mích về vấn đề gì đấy? Ghen tuông hay là tiền bạc, hay bất cứ cái việc gì cũng có xích mích được. Nói chung vợ chồng em là không phải là nói xích mích thì cũng không phải là xích mích mà là không đồng quan điểm. Em thì không thích nói, còn chồng em thì cái kiểu mà muốn làm gì thì làm, không để ý, nên em ở sống như thế cũng chán. À, ông thì vô tâm mà bà thì không muốn nhắc, đúng không ạ? Dạ đúng rồi, em thì không thích nói nhiều. Nói một lần để hiểu, nhìn nhau hiểu được rồi chứ. Mình nhìn mình hiểu chứ giờ mà cứ nói nhiều quá đâm ra thì nhàm, thì chán. Rồi, ông có tệ lắm không? Ví dụ như có chịu đi làm ăn rồi các mối quan hệ ở bên ngoài có hay không, bồ bịch gì không, có nghiện ngập gì không, ứng xử với mọi người trong gia đình thì ra làm sao? Giống em thì mỗi cái này nghiện uống rượu thôi ạ. Còn ngoài ra là cái gì cũng được hết. Anh ấy thì nói chung là hiền. Theo mọi người đánh giá thì là anh ấy là hiền. Em thấy anh cũng hiền. Nhưng mà có cái là không chịu đi làm ạ. Không chịu đi kiếm tiền nữa hả? Vâng. Thế xong cứ ở nhà thế thôi? Vâng. Bao nhiêu năm vậy, hay là trước đây từng đi làm rồi là mất việc hay như thế nào? Vợ chồng em thì làm vườn không à, chứ cũng không có phải đi làm công to việc lớn gì cả. Rồi, nhưng rồi. Mà chẳng hạn đi ra nương ra dãy gì đấy, hai vợ chồng cùng đi, đây toàn để cho vợ thôi, còn ở nhà quanh quẩn rồi là đi chơi thôi, đúng không? Nói chung là công việc dãy bái thì cũng không phải làm nhiều, nhưng mà ý là chồng em kêu là bây giờ già rồi không làm nữa. 40 tuổi đã già không làm nữa, nhưng mà cũng không đi ham mê đi chơi lô đề gì đúng không? Dạ không, không có mấy cái tật xấu thì không có, chỉ mỗi nghiện rượu thôi. Giờ nghiện rượu là anh cũng biết, cái cuộc sống thì anh nghiện rượu thì kể cả cuộc sống vợ chồng thì cũng không có còn cái gì để nói nữa. Nói chung là nghe có vẻ không sử dụng được nhiều lắm vào trong nhiều lĩnh vực đúng không? Dạ đúng rồi. Đã không chịu làm ăn rồi lại còn các cái thứ khác cũng chẳng khỏe khoắn gì. Ban nãy con nói rằng đã đi đến quyết định ly hôn, tức là cả hai bên cùng đồng ý hả? Không có mình em mà em đưa đơn. Nói chung là tụi em sống khoảng cỡ 4-5 năm trở lại đây. Là năm nào hình như em cũng đề nghị ly hôn cả, nhưng mà anh ấy không chịu. Thì vừa rồi em mới quyết định là giờ phải đến quyết định phải mang đơn ra tòa để cho anh thay đổi, nhưng mà rốt cuộc cũng không thay đổi được. Chẳng thay đổi được đúng không? Dạ, bây giờ bà đang kêu em mấy ngày nay thì... Kinh tế của mình, gia đình thì có khó khăn lắm không? Dạ cũng không khó khăn lắm ạ, vừa mức trung bình thôi ạ. Thật ra thì nghe sơ sơ, tất nhiên phải người trong cuộc sống thì phải cảm nhận hết. Nhưng mà anh thì anh thấy rằng thế này, cải biến cải thiện ở cái tuổi 40 rồi cũng không phải dễ dàng gì. Người ta bảo uốn cây thì uốn từ lúc còn non, mình có dạy trẻ con, con dạy từ cái hồi nó còn học cấp 1, cấp 2, chứ nó lên cấp 3 nó lớn rồi mà tính cách nó định hình rồi, dạy là cũng khó. Thế đây ông xã cũng thế, 40 tuổi rồi, một người đàn ông trưởng thành, trung niên rồi, lại có con rồi và sống với nhau cũng mười mấy năm rồi. Bây giờ cái gì chấp nhận được buông bỏ, hãy chấp nhận buông bỏ. Có những thứ mình không cải tạo được thì chấp nhận. Trên này cuộc sống đôi khi người ta nói là sống đơn giản đi một chút, dễ tính đi một tí, thì hãy nhìn vào những cái điểm tích cực. Nhưng mà không, cái anh nói đây này anh ạ, chồng em là hồi đầu năm anh bị kiểu như uống rượu nhiều, có bị loạn trí óc á. Bây giờ thì huyết áp lên cao nữa, mà trong khi đó bản thân mình
lúc nào cũng bảo là anh thương vợ, nhưng mà bản thân mình không thương thì anh vợ thương cái nỗi gì? Đấy là cái người nghiện thì không phải lúc nào người ta cũng mất trí. À, lúc tỉnh mà không uống rượu mà thì cũng nghĩ là thương vợ thương con. Thế nhưng mà vì là mức độ là đã gọi là nghiện, tức là nó không kiểm soát được rồi. Thành ra là lúc nó nhãng đi, nó thèm lại lôi rượu ra uống. Và mỗi lần uống rượu thì rõ ràng là nó sẽ rất là hại đến thần kinh. Và đến một lúc nào đó thì người ta mắc chứng là loạn thần do rượu. Dạ, có rồi. Bao giờ đưa ông đi khám ở chỗ bác sĩ không? Em đã phải điều trị ở bệnh viện tâm thần 1 tháng ạ. Ồ, bây giờ thì về tính tình có ổn định không? Có lúc nào lên cái gì đấy kinh kinh sợ sợ không? Đập phá gì lúc nào uống rượu đó thì em nhìn cái mặt tự nhiên mình thấy mất hồn thôi. Còn nếu mà so ra lúc mà anh chưa có bị bệnh thần kinh với vợ, nói chung là chắc cũng là do em một phần. Tại vì là em đưa đơn ra tòa, anh không chịu ký thì em bực bội, em cũng tính chuyện minh tinh để đó. Thì cái là quay ra suy nghĩ nhiều, uống rượu cũng đáng nhiều hơn. Nhưng mà hồi Tết em đã thấy có cái biểu hiện là bị thần kinh rồi. Thì sau đó là bị tiết nghiệm thêm một chắc suy nghĩ nhiều nữa. Xong rồi uống nhiều nữa rồi bị thêm cao huyết áp anh. Rồi là bị luôn. Thì cũng đi điều trị rồi, bây giờ quay trở về. Thì em nói bây giờ về đó thì sống thì phải bỏ được rượu thì mới là hồi phục được bản thân mình. Anh cũng thêm một phần đó là anh uống rượu nhiều quá rồi bị như ví dụ giống như sức năng của đàn ông mà không còn sử dụng được nữa, cho nên mặc cảm. Bây giờ thế này, rồi anh hiểu rồi, đã rượu đã yếu người xong rồi là cũng chả làm gì nữa, xong vợ lại còn dọa ly hôn, thành ra nhiều thứ nó bức xúc, lại cộng lại với lại cái uống rượu quá lâu rồi thành vân vân. Tập trung vào mấu chốt đầu tiên, hãy cải thiện sức khỏe cho anh ấy. Thậm chí có phải cai nghiện cưỡng bức ấy, lập ra một lộ trình. Lúc anh tỉnh táo bây giờ thế này, em thì em chẳng phải chê anh cái gì, đấy sức khỏe là của anh. Thế nhưng mà ví dụ như đấy, từ cái việc đó nó dẫn tới là uống rượu nhiều thì gan này, dạ dày này, huyết áp này, mà bây giờ anh có đổ bệnh ra thì em là người mà phải gánh chịu những cái hậu quả ấy. Cho nên là cơ thể thì của anh đấy, nhưng mà không thể nói là anh muốn làm gì thì làm được. Vậy là từ nay đi, em với anh sẽ cùng nhau có một cái lộ trình để mà điều trị thế này. Em thì không bắt anh cắt cơn rượu nghiện ngay, thế nhưng mà phải làm cái lộ trình giảm dần dần chẳng hạn. Nó có nhiều cái biện pháp để mà gọi là cai. Nó có hai cái, một là cai cắt cơn luôn, nhốt luôn, và để cho kè cả vật vã xù một mép, có thèm chẳng nữa cũng kiên quyết không cho. Để 5, 7, 10 ngày, nửa tháng nữa, nó dần dần nó quen mà thấy nó không còn chịu đựng được nữa thì mình thôi. Thế còn không thì nếu một người còn tỉnh táo và hợp tác ấy, thì sẽ cai nghiện theo kiểu gọi là rút dần dần đấy. Cải thiện được cái sức khỏe cho anh ấy, thế xong rồi mình cũng lại nhìn nhận về các cái vấn đề mâu thuẫn vợ chồng, nó cũng nhẹ nhàng đi một chút. Chưa chắc mình đã nghĩ đến chuyện là ly hôn đâu, vì xét về nhiều góc cạnh anh cũng có những cái điểm mà không quá tốt nhưng mà cũng còn chấp nhận được. Thứ hai nữa, về mặt tâm lý tình cảm ấy, sống với nhau mười mấy năm, có 2 đứa con, lúc này ông ấy đã nghiện rượu đến mức độ không kiểm soát được, rồi lại ốm đau bệnh tật mà mình cứ nằng nặc ly hôn thì mình cũng cảm thấy mình hơi tệ tệ. Thế rồi các con sau này ví dụ nó lại trách khiếp mẹ ác thế bố thế mà mẹ kiên quyết bỏ. Thế thì bây giờ để tập trung cải thiện ông ấy cả về mặt sức khỏe cũng như là mặt tinh thần nhá. Anh nghĩ rằng là các bác sĩ cùng một lúc đấy, không phải chỉ có là khuyên đâu ạ. Dùng thuốc tây này, rồi là uống thực phẩm chức năng, rồi là uống thuốc đông thuốc nam để giải cái nọ giã cái kia. Thế rồi thậm chí là nhắc anh là lao động cũng là một hình thức trị liệu cai nghiện rất là tốt. Cứ chịu khó đi làm lao động tay chân ấy, nó cũng nhãng đi. Nhàn cư vi bất thiện, ngồi nhà rỗi không có việc gì, bắt đầu mới nghĩ đến rượu, đến thèm. Chứ một người mà ở trên nương trên dãy hoặc là người ta bận quần quật suốt ngày thì cái việc mà đầu óc nghĩ đến rượu nó cũng hạn chế đi. Thế anh nghĩ rằng cái mục đích đầu tiên vẫn là cải thiện cái sức khỏe cũng như là cái bầu không khí gia đình. Thế còn thì khi mình làm hết nước hết cái, đã công sức đến thế rồi mà không thể được nữa, thì lúc đấy nghĩ đến ly hôn. Và ly hôn thì nói rồi, em đã đưa đơn thì em biết rồi đấy, đúng không? Tòa cũng gọi, cũng tư vấn hòa giải. Và nếu như mình cứ thấy rằng không thể tiếp tục hàn gắn được thì người ta cũng sẽ quyết thôi. Không cần nhất thiết là phải có chữ ký của ông hay là không. Vâng, hy vọng rằng bạn sẽ cùng với chồng mình vượt qua những khó khăn của cuộc sống và tiến tới xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn nhé. Xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang.
Alo, xin chào thính giả gọi điện từ tỉnh Bắc Giang. Dạ vâng, alo ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Cho em học chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn ạ. Vâng, chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn đang ngồi trong phòng thu sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời anh Đoàn. Rồi, anh chào em. Vâng, em chào anh ạ. Ừ, có chuyện gì hả em? Vâng, em đã trải qua một cú sốc tâm lý rất là lớn thì mong muốn là anh chương trình giúp đỡ và tư vấn giúp em ấy. Ừ, chắc là liên quan đến tình yêu, tình đêm mộng không? Dạ vâng, đúng ạ. Đàn ông thì chắc không sốc về cái khác được. Vâng, cũng qua chung là em cũng trải qua mối tình rất là sâu đậm 6 năm. Hai đứa thì cũng quen nhau từ hồi bé. Bố mẹ thì hai bên gia đình gần nhà nhau, làm cùng cơ quan với nhau. Thì cũng nảy sinh tình cảm từ hồi bé với nhau rồi nhưng không dám nói. Mà đến tận hết cấp 3 thì em mới chủ động nhắn tin lại nói chuyện và đưa lời hỏi lời yêu thì cũng được chấp nhận. Thì hai đứa cũng yêu nhau trong khoảng thời gian sinh viên và mấy năm đi làm thì cũng đến bây giờ 6 năm rồi. Thì bọn em năm đợt vừa rồi cũng ra mắt với cả hai bên gia đình 2 năm nay rồi. Gia đình bên nhà gái thì rất là ủng hộ và cũng quý mến em, giới thiệu cho hàng hàng xóm, cơ quan, đoàn thể nữa. Thì bên em gia đình cũng vậy, nhưng mà do bố mẹ em không thích về người yêu em. Về cái tuổi tác không hợp với cả này kia nữa thì ông bà cũng không muốn cho lấy sớm nữa, ông bà tín quá. Thế nên cái chuyện nó cứ xảy ra, thế gia đình bên kia thì cũng muốn là lấy sớm rồi. Thế em thì ở giữa bên là gia đình, bên là người yêu, thì bên nữa là bên gái bên kia nữa, nên là rất là khó xử. Công việc của em thì cũng là bận bịu, đi làm thì tối ngày. Nhiều khi không thời gian quan tâm, cũng hiểu được người yêu thì cũng hai đứa bằng tuổi nhau, nhiều khi cũng có đấu khẩu với là không hợp nhau lắm. Thì tính của em thì thoải mái, là sống là vô tư, là chuyện gì cãi nhau xong là thôi. Còn người yêu em thì sống là cái nội tâm ấy, là cứ suy nghĩ này đi kia. Thì đến lúc mà gần đây nhất thì em mới đi làm được 1 năm, bọn em mới gần đây xảy ra chuyện là có người thứ ba xem vào. Thì người đấy là cùng cơ quan, cùng với cả đơn vị và cũng là cùng tổ, cùng công tác luôn. Thế là có chút gì đấy, lúc em nghĩ là người em cho em hỏi chương trình là biết người em có suy nghĩ tư tưởng so sánh không thì em không rõ, nhưng mà công việc của em thì hơi vất vả, còn bên kia thì cơ quan người em thì nó lại làm và nói chung là thoải mái thời gian hơn với cả em. Gia đình anh kia thì cũng khá giả hơn và cũng có một chút gì đấy là liên quan đến sếp của bên công ty người em ấy. Nên là em sợ rằng em cũng sẽ so sánh và thay đổi và đã chia tay em. Rồi. Em muốn chương trình tư vấn. Tuyên bố chia tay lâu chưa em? Đã được 2 tháng rồi. Thì 2 tháng xong rồi 1 tháng sau thì người em công khai yêu anh kia luôn. Thế và tuyên bố cái là cũng chấm dứt mọi quan hệ luôn, không đi lại gặp. Chấm dứt mọi quan hệ luôn. Líu díu gì cũng không có, buồn đau nhắn tin gì nữa. Lý do ở đây anh nghĩ chính thế này này, hai đứa đã yêu nhau, tất cả mọi sự gia đình đã biết, không còn lạ lẫm gì nữa. Đúng rồi. Ít ra cảm xúc nó cũng đã bị nhạt nhạt một chút rồi. Vâng. Đó, tức là đã quen quá lâu, các cụ dạy là cưới vợ thì cưới liền tay, để lâu ngày lắm kẻ gièm pha, chẳng có ai gièm pha, nhưng mình cũng thấy không còn xúc động rung rinh như những ngày đầu, lần đầu. Đây cũng dai dẳng 6 năm, cộng với việc là phụ nữ người ta nhạy cảm lắm, nghe thấy cái vẻ bên nhà em hơi chê chê, cái này một tí chê chê, kia một tẹo, để tự ái nó lại nổi lên. Thế thì một bên thì là mãi chả thấy cưới gì, mặc dù là yêu nhau quá lâu rồi mà kế hoạch bàn nó lại cứ rằng dai, đã hơi chán chán rồi. Mấy đứa bằng tuổi 25 thì chúng nó cũng đã có đứa con rồi, đứa thì cưới rồi, ví dụ như thế. Cô có so sánh thì thấy chúng nó tới tất cả rồi, thế mình thì cứ thế này mà chả biết được kết thúc nó đi đến đâu. Thế thì đúng cái thời điểm ấy thì lại xuất hiện một đối tượng mới, mà đối tượng này thì chắc là thứ nhất cự ly, thứ nhì cường độ. Người ta gặp mặt nhau hàng ngày, hình ảnh chắc chắn nó lung linh đẹp rồi, ăn mặc thì sạch sẽ rồi. Và có lẽ người kia cũng là người cũng khá nhiệt tình. Anh lớn tuổi rồi ạ. Nhiệt tình, thậm chí là khi chẳng hạn đây, ví dụ tỏ tình nói rằng nếu mà em đồng ý thì tuần sau anh đưa bố mẹ anh sang, rồi cuối năm nay mình cưới chẳng hạn. Thế thì một bên thì đã rệu rã mà lại không biết đi đến đâu, một bên thì ào ạt tấn công mà nhiều thứ thuận lợi. Thế là nói thế chứ lúc mà đang say đắm thì phụ nữ sống rất là tình cảm, nhưng khi nó bình tâm trở lại phụ nữ cũng biết tính toán đấy chứ. Một cái là cho nó chắc an, bây giờ mình phải đến với một người mà rất là yêu mình, mà thậm chí là phải có những cái động tác, có những cái việc mà mình cảm thấy là phải tiến tới hôn nhân, để cho gọi là cho nó yên bề gia thất. Bây giờ thật ra thế này, cái quan trọng nhất là
chuyện đã xảy ra mất rồi. Vâng. À, bây giờ kiểm điểm lại, tìm nguyên nhân thì cũng không vì thế mà để chữa lại, chẳng qua là mình cũng để nhìn nhận vấn đề cho nó sáng, để mình đỡ ấm ức là sao lại thế, rằng là vâng, yêu nhau tận 6 năm mà đùng một cái lại chuyển ngoắt một cái nó cũng có lý do của nó thôi, chứ còn vâng, không phải chỉ để mà làm được điều gì nữa, nối không nối được nữa mà. Vâng. À, bây giờ cảm xúc lớn nhất ở trong em là gì? Tiếc cái ức hay là tự ái hay là ghen thì... hay là... Em rất là ức vì mình đã bao nhiêu công mình vun vén cố gắng, em cũng chuẩn bị một đám cưới rất là chỉnh chu rồi, mình đi chuẩn bị đồ cưới rồi, xác định một tương lai cho hai đứa là đi du lịch này kia, mà chuẩn bị những cái thứ mà có thể trong đứa em một cái cuộc sống rất là tốt rồi. Cuối cùng như vậy em thấy những sự cố gắng của em cuối cùng lại không được nhận lại một cái gì đấy, nó quá đau lòng, có một cái con số không tròn trĩnh nhỉ. Rồi em đã cảm nhận được cái sự thay đổi đấy gần cái khoảng thời gian mà bọn em cãi nhau ấy. Thì xảy ra như vậy thì em mới nói với cô ấy, thì cô ấy cũng lảng tránh, là cũng nghĩ là cái kia, bảo là không có gì, chỉ anh em trong cơ quan thôi. Lúc mà em thực sự cảm nhận được thì cãi nhau to ấy, thì cô lấy lý do đấy làm lý do chia tay em. Đấy, thôi bây giờ thì anh chỉ một vài điều ngắn gọn thế này. Vâng. Thật ra những cái người mà yêu nhau mối tình đầu từ hồi phổ thông rồi vắt rằng dai sang đến đại học rồi sau đấy vắt vẻo thêm vài năm nữa về sau ấy để mà đi đến hôn nhân không nhiều. Thường là những mối tình đầu nó cũng đấy, một chút lãng đãng, một chút lãng mạn nhưng mà cũng không thành công nhiều đâu. Phần lớn người ta cũng phải trải qua một vài ba mối tình rồi cuối cùng mới tìm được một người mà đi đến vòng chung kết, đúng không? Thế thì cũng tiếc, tiếc là cái vì tiếc cái việc đầu tư về tình cảm, tâm sức của mình. Việc thứ hai là bất cứ một cái gì mà nó có nóng rừng rực chăng nữa cũng cần có thời gian để nó sẽ nguội lạnh dần. Ở đây thì em cũng cần phải có thời gian để mà gọi là hàn gắn cái gọi là vết thương lòng, đúng không? Thế và một việc thứ ba nữa là lúc này thì tất cả những cái ân hận tiếc nuối rồi nhắc nhở lại kỷ niệm cũ chỉ làm cho mình thêm bị tổn thương, người ta cũng chả nhớ lại nữa đâu bởi vì người ta đang có những cái điều mới. Vậy thì em hãy phải tự thương mình, đi chơi đi bời với bạn trai bạn gái, kể cả karaoke, làm sao để mình được giải tỏa vui vẻ, và mình phải xác định tinh thần rằng là con đường của mình đi sẽ phải là khác và cái người sau này đến với mình sẽ là người khác. Mình cứ nghĩ thế này, yêu nhau 6 năm, tình cảm là thế, thế mà con gái nó còn thế, huống chi như mình là con trai. Cuộc đời nó có nhiều những điều mà nó bất chắc xảy ra không ngờ. Có những người sống với nhau 20 năm còn đưa nhau ra tòa mà. Đi với nhau từ những ngày khó khăn bây giờ 3 4 đứa con nó lên ông nội ông ngoại mà vẫn còn đưa nhau ra tòa mà. Thế cho nên mình mà có yêu lãng đãng từ phổ thông rồi lên sinh viên 6 năm cũng chưa phải gì là kinh khủng, chưa phải là quá nhiều. Tất nhiên tiếc nhưng mà không lấy lại được thì hãy bình tâm và đón nhận một cơ hội mới nhé. Vâng, hy vọng rằng bạn sẽ tìm được một tình yêu đích thực của mình. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Chúng ta cùng tiếp tục bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Nam Định ạ. Alo. Vâng, tôi nghe đây ạ. Tôi Nam Định đây. Vâng, câu hỏi của anh là gì đây ạ? Sở tình yêu, cho tôi gặp chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn để hỏi về tâm lý tình cảm thế ạ. Vâng, có thể biết được câu hỏi của anh là gì không ạ? Câu chuyện của anh là gì thế ạ? Tôi thì năm nay 54 tuổi, có yêu một người yêu cũ. Vâng. Người yêu cũ thì trong cái thời kỳ yêu do duyên phận không lấy được nhau, thế là tôi thì lấy người khác, vị là giáo viên thì lấy người khác, bây giờ thì chồng chết. Dạ. Thế là vị liên lạc với tôi. Thế và đồng thời nữa là tôi vừa rồi tôi bán cái đất ở trong Sài Gòn là 16 tỷ, thì vị ý bảo là bây giờ anh đưa cho em 2 tỷ để em xây cái nhà. Bởi vì nói thực sự là trước đây qua yêu nhau thì nói chung là hai người ăn ở với nhau như vợ chồng, và cô ấy bảo là cái đứa con cả con đầu ấy. Tuy nhiên là lấy xây dựng với người khác nhưng mà chính là con của anh, thì tôi rất bối rối. Vâng. Không biết có phải không, thế mà anh bạn tôi bảo là bây giờ cô đòi 2 tỷ cô xây cái nhà, nhưng mà mấy năm nữa cô đòi 2 tỷ nữa cô mua ô tô, vâng, cô lấy chồng khác thì sao. Thế nên tôi hỏi cửa sổ tình yêu tư vấn cho tôi cái chuyện này. Tôi là sĩ quan quân đội nghỉ hưu. Thế ạ. Mà cô đen là nếu không thì cô cứ nói sự việc này với vợ tôi. Vâng. Vợ tôi là bác sĩ ở bệnh viện Nhi Nam Định. Thế là tôi rất bối rối. Vâng. Xin được chia sẻ với tâm trạng của anh hiện nay. Đúng là nếu mà chuyện vỡ lở ra thì cũng rất là phức tạp, đúng không ạ?
và có thể phá vỡ cả cái hạnh phúc gia đình của mình. Anh Linh Đoàn, chuyên gia tư vấn của chương trình chúng tôi sẽ chia sẻ với anh nhé. Xin mời anh. Vâng, xin chào anh. Chào anh Linh Đoàn. Thật ra thì này, nó không phức tạp lắm nếu như anh không tham. À, lúc ban đầu mà nghe câu chuyện mà khi mà chưa xuất hiện cái tình tiết 2 tỷ ấy, thì tôi thấy câu chuyện ấy nó cũng giống câu chuyện của tôi. Là cũng ngày xưa cũng có một người yêu rồi không đến được với nhau, rồi mình cũng đi lấy vợ, rồi nay thỉnh thoảng gặp nhau cũng sao xuyến, thỉnh thoảng hẹn nhau đi cà phê, nhắc lại chuyện xưa thì nó cũng bình thường. Nhưng mà trong trường hợp của anh thì nó có hai tình tiết mà tôi thấy rằng là cần phải hết sức tỉnh táo. Thứ nhất là cô bảo cái đứa con đầu mà sinh ra trong cái thời kỳ mà cô đi lấy chồng rồi, nhưng mà thực ra lại con của anh. Vâng. Thì điều ấy là xác minh được và cũng không quá khó trong cái thời buổi bây giờ. Mất Nói thật ngay là tôi rất bực tức, bởi vì hiện nay thì cháu nó đang học du học ở bên Đức. Vâng. Nhưng mà tại sao cái lúc mà trong một thời gian quãng đời cháu nó đi học cấp 3, hoặc là những nhiều khi tôi cũng gặp gỡ vị dù rằng vị có chồng nhưng mà vẫn đi lại quan hệ với nhau. Không nói đi, vừa rồi thì tôi vì lúc ấy anh chưa có 6 tỷ anh ạ. Bởi vì lúc ấy nói cũng chả được cái gì, lại nghĩ rằng một ông sĩ quan quân đội về hưu lương tháng mấy triệu thì bỏ bèn gì, nói ra thì có khi biết đâu anh cứ đến anh nhận cái thằng cu đi học ở bên Đức ấy là con thì để rồi mà nó vỡ lở hết chuyện của cô ấy ra. Thế nhưng mà bây giờ thì nó nảy thêm tình tiết là thấy tự nhiên anh lại có một cục tiền rất là to và nghĩ rằng là cũng chia sẻ phần nào, mà chia sẻ chẳng lẽ anh nói bảo cho em xin thì nghe nó cũng ghê. Thế thì phải đưa lên tình tiết là anh có đứa con với em, thế mà anh có đưa 2 tỷ là để sau này cho con anh. Thế thì may ra biết đâu anh là người mát tính và cũng cả tin thì anh lại đưa. Thôi thế này anh ạ, mình cũng 54, 55 rồi. Chuyện cũ đã qua, quá khứ hãy trả lại quá khứ. Cái mà mình có hiện nay đó là tuổi già sắp đến. Cái người mà sẽ trông nom gắn bó mà thương yêu rồi chăm sóc mình khi già, khi ốm đau chính là bà vợ và các con của mình. Còn thì cái một chút lãng đãng thời quá khứ, thực ra anh chả có tội có lỗi gì. Lúc ấy chưa lấy vợ mà có người yêu thì cái chuyện bình thường, có người ta còn có vài có người yêu. Thế thì cũng không có cái gì đáng trách, cũng anh cũng chẳng phải ân hận tội lỗi gì với ai. Còn thì thứ nhất là tiền không phải là một cái gì để mà dễ dàng mình buông ra như thế. Vợ chồng là... Tôi bố giới tôi hỏi là bây giờ có nên đưa cho cô ấy 2 tỷ không? Như nếu mà đưa cho cô ấy 2 tỷ thì bà xã bà biết. Sao anh ơi, anh làm 2 tỷ để làm gì? Thì cô ấy xây cái nhà, cô ấy bảo là xây cái nhà thì nhà của con anh thôi. Thứ nhất là anh có biết chắc là con anh không, mà là ngộ nhỡ nếu như anh không có 2 tỷ thì chắc gì cô cung cấp cái thông tin là đấy là con anh. Thế thì cứ coi như nó là không phải có cái đứa ấy đi. Và đã chắc gì cái thằng cu nó học ở bên Đức ấy, nó đã về và nó đã nghĩ rằng là nó đã vui khi mà anh nhận nó làm con. Nó lớn, nó trưởng thành, nó có độc lập suy nghĩ và nó không muốn xáo trộn bất cứ điều gì. Nó chỉ có một người bố duy nhất, tức là bố nó. Bây giờ tự nhiên anh nhảy vào cuộc bảo là mày là con tao cho mày 2 tỷ, tao đưa tiền cho mẹ mày xây nhà rồi đấy, thì nghe nó rất là kỳ lạ anh ạ. Nó không hay một chút nào. Và rồi không chỉ mất tiền mà sau đấy anh còn mất rất nhiều thứ. Bà xã sẽ nhìn nhận về vấn đề là hóa ra bao nhiêu năm nay anh lừa dối chứ, rồi là anh vẫn đi lại chung sống với người ta, bây giờ có tí tiền tấp ta tấp tảnh đi cho gái, vợ con thì hầu hạ vất vả thì không cho. 2 tỷ chứ không phải 20.000 hay 200.000 anh ạ. Đấy là cả một cái gia sản lớn, một gia tài lớn. Hãy để cho những người hưởng nó một cách xứng đáng. Anh hãy giúp đỡ bố mẹ già đi, hãy có điều kiện ấy thì lo cho anh em họ hàng, rồi cho vợ con sửa sang lại cái nhà, 2-3 cháu thì cho chúng nó có một chút vốn để chúng nó làm ăn, còn lại thì găm vào thân để mình lo cho mình tuổi già. Rồi sau này anh ốm anh già nằm đấy, anh đừng có mong cô ấy đến hay là một cái cậu con nào ấy, chả biết có thật hay không, ở bên Đức nó về nó trông anh nhá. Chứ còn một cái cô mà hơi bị ghê đấy, đến là nặng nặc đòi một cái ông mà vừa biết là bán nhà để lấy cầm 2 tỷ thì cũng không phải vì yêu thương, chẳng phải vì mối tình đầu của cách đây mấy chục năm đâu. Anh mà cứ chả có tỷ nào, có khi đến nhà hay rủ cô đi uống nước cô còn bảo cô ấy bận đấy chứ. Nha anh nhá. Vâng, chúc anh sẽ giải quyết được tốt chuyện gia đình của mình ạ. Xin được cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Lạng Sơn ạ. Em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì vậy?
Em có bạn gái muốn thương 3 năm mà bây giờ bởi vì như mẹ có ảnh hưởng gì trên sức khỏe. Vâng, bạn hỏi cho bạn gái đã uống thuốc tránh thai 3 năm liên tục đúng không ạ? Vâng. Bạn gái đâu mà không hỏi? Tuy nhiên thì tôi rất là hoan nghênh tinh thần cùng chia sẻ với bạn gái của mình của bạn đấy ạ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình Trong Phòng Thu sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bạn lắng nghe. Ừ, tôi chào em. Em ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi em? Năm nay hơn 30. À thế ạ. Ô thế bạn gái bao nhiêu tuổi em? Bạn hơn em 2 tuổi. Ồ, thế mình chưa kết hôn à? Chưa. Thế à? Linh do nhiều có bầu thì có thêm 1-2 năm cũng có thế. Thế á? Cô thêm 1-2 năm á? Thế và bây giờ thì mặc dù là chưa kết hôn nhưng mà các em thì cũng đã sống với nhau như vợ chồng rồi đúng không? Vâng. Ừ. Thế và lựa chọn cái biện pháp tránh thai là bằng cách uống thuốc tránh thai đúng không? Vâng. Ừ. Bạn ấy dùng lâu chưa em? Dùng hơn 2 năm ạ. Ừ, hơn 2 năm. Có vấn đề gì không? Cái đấy chính là lý do mà chị Ngọc ban nãy hỏi em là bạn gái em đâu ấy mà lại không gọi cho chúng tôi ấy. Đấy là vì có một số các cái vấn đề liên quan đến sức khỏe mà tôi muốn hỏi trực tiếp bạn gái em. Bảo cô sức khỏe vẫn bình thường. Ừ, tôi không hiểu là em hỏi chúng tôi vì lo cho bạn gái hay là em lo là bạn gái uống thuốc tránh thai nhiều quá rồi sau này nếu lấy nhau thì nó khó. Đúng không? Ừ. Trước khi uống thuốc tránh thai thì bạn gái có đi khám không hay là tự mua thuốc tránh thai về uống? Cô khám xong cô mua thuốc tránh thai về uống. Ừ, thế thì tốt rồi. Tức là thứ nhất là thuốc tránh thai thì nó là một cái biện pháp mà tránh thai có hiệu quả rất là cao. Đấy, thứ hai là nó tương đối an toàn với rất nhiều người. Thế thì tất nhiên nó cũng có những cái chống chỉ định. Chính vì vậy mà trước khi áp dụng biện pháp tránh thai bằng phương pháp dùng thuốc thì phải nên có chỉ định của bác sĩ, sản phụ khoa để bác sĩ kiểm tra và ra chỉ định thì mình mới được áp dụng. Thế bạn gái em cũng khá là cẩn thận, đi khám rồi và được bác sĩ cho dùng thuốc như thế rất là tốt. Nếu mà biện pháp đấy mà có hiệu quả và nó không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bạn gái em thì bạn gái em có thể dùng cái biện pháp đấy được. Thì khi nào mà muốn có thai thì tốt nhất là nên ngừng thuốc trước khi quyết định có thai khoảng 2-3 tháng để cho cái nội tiết ở trong cơ thể của mình ý, nó ổn định và nó trở lại hoạt động bình thường. Nó không bị phụ thuộc vào cái thuốc tránh thai nữa thì lúc đấy mình có em bé thì là tốt nhất. Nhá. Có điều là năm nay thì bạn gái cũng đã 32 đến 34 tuổi gì đó rồi đúng không? Vâng. Ở cái tuổi này thì cho dù là có dùng thuốc tránh thai hay không dùng thuốc tránh thai, nếu như thời gian mà lâu hơn nữa để mà suy nghĩ cân nhắc tính toán thì đến khi quyết định thì cái việc có thai tự nhiên đối với bạn gái là nó sẽ khó khăn hơn nhiều người. Khó khăn ở đây cũng không phải là vì lý do bạn gái dùng thuốc tránh thai, mà lý do ở đây là vấn đề tuổi của bạn gái. Khi bạn gái đã bước vào tuổi 33, 35 chẳng hạn thì các cái điều kiện để mà có thai tự nhiên ở bạn gái nó sẽ khó khăn hơn ở thời điểm trước đây hoặc là thời điểm bây giờ. Thế cho nên nếu các em đã quyết định là sẽ lấy nhau thì có nhiều điều phải cân nhắc. Tôi rất thông cảm với bạn gái. Tuy nhiên thì cái việc có con và cái việc quyết định sinh con thì ở bạn gái cũng không quá nhiều thời gian đâu nhá. Để có thể cân nhắc xem là mình có quyết định việc đấy sớm hay không. Nếu không thì đến lúc muốn thì nó lại khó. Em nhỉ? Vâng, chúc hai bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn chị Hoàng Thúy Hải. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Bình. Alo. À, đây rồi. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Một lần giáo hợp, lần cứ tức cái buông giữa á. Vâng. Là gió đăng ạ. Vâng. Hiện tượng đó lâu chưa hả anh? Được khoảng hơn năm rồi. À, hơn một năm nay. Chắc là anh cũng chưa đi khám ở đâu đúng không ạ? Vâng. Vâng, bác sĩ của chương trình chúng tôi là chị Hoàng Thúy Hải sẽ tư vấn cho anh nhé. Xin mời bác sĩ. Vâng, tôi chào anh. Dạ. Vâng, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? 53. 53 hả? Chị nhà anh thì bao nhiêu tuổi ạ? 49. Anh có nói là chỉ khi anh quan hệ tình dục với vợ thì mới có cái triệu chứng khó chịu đấy thôi. Còn lúc bình thường thì nó có cái khó chịu đấy không anh? Không, bình thường thì nó không. À, bình thường thì không bị đúng không? Kể cả vâng. Lúc mà đã muốn tiểu rồi nhưng mà vâng. Lúc đấy anh chưa đi tiểu được ý. Tức là kể cả bàng quang nó có căng một chút thì anh cũng không bị đau gì. Vâng, không đau gì hết. Vâng, chỉ có liên quan đến chuyện xuất tinh thôi.
Vâng, thì khi nào mà quan hệ tình dục và đến lúc chuẩn bị xuất tinh thì anh cảm giác là nó đau ở bàng quang hay là đau ở cơ quan sinh dục ạ? Đau ở bàng quang, khó chịu, tức. Nó tức hả? Sau đó anh có cảm giác muốn đi tiểu không? Không, nó tức một tí rồi hết thôi. Tức một tí rồi hết, vâng. Vâng. Ừ, ngoài cái triệu chứng đấy thì anh có cái biểu hiện gì bất thường không ạ? Ví dụ cơ quan sinh dục có gì bất thường không? Hay là anh xuất tinh có cái gì bất thường ở trong tinh dịch của anh không? À, có, nó tinh dịch nó ra thì có lúc nó ra rất yếu mà loạn. À, thực ra cái tinh dịch của anh là anh cũng tự cảm thấy là nó không được bình thường như trước đúng không? Đúng rồi. Ừ, cái việc mà các cái triệu chứng đau mà nó liên quan đến xuất tinh ý, thì chủ yếu là các cái bệnh lý của hệ sinh dục. Ví dụ như là ở tuổi như của anh có thể là do tiền liệt tuyến, có thể là do túi tinh hoặc là do, tức là những cái bệnh lý của cơ quan sinh dục ấy ạ, thì nó có thể gây ra cái triệu chứng như vậy. Mặc dù cái triệu chứng của anh nó thực ra nó cũng không phải là rõ ràng. Tuy nhiên tôi nghĩ là ở một cái người như anh 53 tuổi thì anh nên đi kiểm tra nam học đi nhá. Anh đi kiểm tra nam học ở Quảng Bình thì có lẽ là anh phải lên đến bệnh viện tuyến tỉnh ạ. Ở đó thì các bác sĩ người ta sẽ phải siêu âm cho anh, thế rồi kiểm tra thêm một số các xét nghiệm hoặc là khám cho anh nữa. Và lúc đó thì mới có thể có hướng cho anh đó là bệnh của hệ tiết niệu hay là của hệ sinh dục. Bởi vì nó liên quan đến hoạt động sinh dục cho nên có thể nó bệnh lý ở hệ sinh dục nhiều hơn anh ạ. Thế nhưng có một số các cái bệnh lý mà liên quan sinh dục tiết niệu nó cũng liên quan đến nhau. Ví dụ như là những bệnh lý thần kinh chẳng hạn. Khi mà anh hoạt động tình dục thì cơ thể mình nó ở trong trạng thái kích thích rất là cao, thì có thể nó cũng liên quan đến yếu tố thần kinh, tức là nó có cái đám rối thần kinh mà nó điều khiển cái hoạt động của hệ sinh dục tiết niệu ấy. Thì khi mà nó ở trong trạng thái kích thích như vậy, nó phần nào nó cũng có thể kích thích cái bàng quang của anh, nó khiến cho anh có cảm giác là đau hoặc là tức, hoặc là chỉ cảm giác như muốn đi tiểu. Nhưng thực ra không phải là do nước tiểu đầy ở trong bàng quang, mà là do cái đám rối đấy nó phát ra tín hiệu như vậy. Lúc mà nó xót ra là nó mới tức thôi. Vâng, thế thì cho dù như thế nào thì nó cũng là không bình thường rồi, đúng không anh? Thế và nó làm cho mình khó chịu như thế thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng quan hệ tình dục của anh. Thế nếu có điều kiện thì anh nên đi kiểm tra đi nhá. Anh kiểm tra nam học được là tốt nhất anh ạ. Nam học? Vâng, kiểm tra khám nam khoa ấy ạ. Bởi vì thực ra cái đấy thì nó hơi khó cho anh một chút, tức là không phải chỗ nào cũng khám được. Chính vì thế mà tôi cũng muốn là anh lên đến bệnh viện tỉnh, đó là vì như thế. Có điều kiện thì người ta sẽ kiểm tra cho anh ở trên đấy, thì hy vọng là sẽ tìm được ra là nó do nguyên nhân gì, thì lúc đấy mình mới điều trị được anh ạ. Vâng, chúc anh sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo. Alo. Vâng, xin chào khán giả. Con gái em ấy, năm nay cháu 18 tuổi, cháu mới lấy chồng được 2 tháng, nhưng mà mẹ hai vợ chồng bị chiếm thị ấy chị ạ. Dạ. Dù mà ông trời ông cho tôi số hai cháu mà có con ngay thì cái đứa trẻ có theo dân bố mẹ không vậy chị nhỉ? Vâng, bây giờ thì gia đình rất băn khoăn là không biết là cháu bé của hai bạn trẻ này sinh ra thì có bị giống như bố mẹ không đúng không? Vâng, nhưng mà chị ấy chắc hỏi là chồng ấy thì cũng bị từ năm 16 tuổi, năm nay chồng 21 tuổi, mà con gái em ấy thì cũng bị từ năm nó cháu học lớp 4 lớp 5 cơ. Vâng, rất là khổ thân đúng không ạ? Chị Hoàng Thúy Hải là bác sĩ tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện anh nhé và tư vấn cho anh. Dạ, vâng, vâng, tôi chào anh. Dạ vâng, mời em chào chị ạ. Hiện nay thì các cháu nó kết hôn xong rồi thì nó ở đâu anh? Dạ cháu ở nhà chồng ở ngay chỗ cùng tỉnh Hải Dương, ngay chỗ Lâm Sách này thôi ạ. À vâng, thế thì cuộc sống thì như thế nào, có ai hỗ trợ các bạn hay không ạ? Hai bên gia đình thì các cháu nó quen nhau trong tổng đài mà hai bên gia đình cũng khó khăn cả, thế nên các cháu quyết tâm thế thì gia đình cũng cản trở, thì cũng khổ tâm các cháu mà đã các cháu lấy nhau thì cho nên là cũng khó nghĩ về cái chuyện đó. Suy nghĩ nhỉ? Mình làm cha làm mẹ con cái nó đã thiệt thòi rồi. Bây giờ thì mình lại cảm giác là cái nỗi vất vả nó lại nhân lên gấp đôi. Đúng rồi đấy chị ạ. Tới rồi lại chẳng biết thế nào, nỗi lo nó lại có khi chồng thành ba. Thành ra đâm ra là đúng là anh chị cũng rất là vất vả, phải lo lắng cho con. Tôi thì tôi nghĩ là thực ra thì ở trong trường hợp này thì khả năng may mắn là tương đối cao. Bởi vì hai cháu thì chắc là mắc phải, tức là không phải là bẩm sinh ấy ạ. Nếu như mà là bẩm sinh ấy ạ, thì sinh ra mà nó đã bị rồi thì thường những cái bệnh bẩm sinh thì nó mới mang tính di truyền, hoặc là nó có cái gen bệnh.
Thế còn mình là tất cả các bạn ý là đều bạn thì lớp 4, lớp 5, bạn thì 16 tuổi rồi thì bạn ấy bị. Thì nó là không may những cái bệnh về mắt thôi. Nó gây nên cái khiếm thị là người ta gọi là do mắc phải. Thì tôi nghĩ là trong trường hợp như thế này, cả hai bạn đều như thế thì cái khả năng mà nó di truyền thì có lẽ nó rất là thấp. Mặc dù như vậy, thực sự là tôi cũng không thể khẳng định với anh chắc chắn là cháu sẽ 100% nó sẽ không bị như thế này hay là bị như thế kia. Nhưng mà tôi nghĩ là cái cơ hội đối với con thì nó cũng còn. Chưa hỏi một chút là, nhưng mà chính bản thân em đây là em cũng bị từ năm 39 tuổi cơ. Thế kiểu như là mắt em bắt đầu mờ dần, cái nào bắt đầu mà em mới đi mổ cái nào nó lại hỏng luôn cơ chị ạ. Của anh là anh bị bệnh gì ạ? Em cũng bị viêm màng đào, thế là bị từ năm 39 tuổi, năm nay em 44 mà. Thế là em bị 5 năm nay rồi chị ạ. Vâng. Gia đình nhà em 7 em trai, chả ai bị gì cả. Thế thế mà đến bị con gái thì lại bị giống anh. Vâng, nhưng mà con em ấy bị trước em từ năm lớp 3, lớp 4 ấy. Vâng, đâm ra mình cũng rất là lo đúng không? Thế con gái thì đã đi khám ở Viện Mắt Trung ương chưa? Dạ có rồi, con em cũng đi cùng với em cái thời gian đó mà cháu bắt đầu là nó cũng mờ dần đi, xong mổ ra cái nào nó giật mắt xếp cái nào bắt đầu mổ cái nào cũng kịp luôn rồi chị ạ. Ý thực ra của anh thì nó cũng khó nhỉ? Vì bản thân anh cũng đã bị cái bệnh đấy, con anh cũng đã bị bệnh đấy, và cả hai người đều có một cái nguyên nhân là do viêm màng bụng đào. Vâng đấy. Cho nên là để xác định là nó có di truyền hay không thì thực sự bây giờ phải đi làm xét nghiệm gen để xem là cái gen mà nó gây cái bệnh viêm màng bụng đào đấy, hoặc là một bệnh lý rối loạn gì về mắt chẳng hạn, thì nó có di truyền hay không, thì lúc đấy mới có thể trả lời anh chắc chắn là nó có di truyền sang thế hệ tiếp theo hay không. Thế thì bây giờ mà đi khám mà đi thử máu thì ấy xem là nên bệnh viện nào hay là ở tỉnh có được không? Tốt nhất là anh nên đến Bệnh viện Mắt Trung ương, và cả hai bạn ấy đều cùng đi khám, cả chồng cả vợ đều phải đi khám là tốt nhất anh nhá. Có lẽ là người ta cũng sẽ có những cái để đưa ra và đánh giá nguy cơ phần nào cho nhà anh thôi, chứ còn để hỏi chắc chắn tôi tin là không bác sĩ nào dám trả lời chắc chắn là có hay không. Vâng. Anh ạ, nhá. Vâng, cửa sổ tình yêu cũng xin được chúc gia đình anh sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Nam. Alo. Dạ, chào bác sĩ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tiếp chuyện bạn nha. Xin mời bác sĩ. Vâng, tôi chào bạn, tôi nghe bạn đây. Dạ, em bị sỏi niệu quản á kìa. Cách đây khoảng hồi tháng 5 á. Nhưng mà nó tiểu ra má kìa, nhưng mà đến khoảng tháng 10 này em mới ra. Có bác sĩ thì nó cho thuốc về uống thì nó tiểu ra được, nhưng mà vấn đề đây là uống kháng sinh hai tuần nên nó vẫn còn tiểu ra má kìa. Ồ thế à, em uống thuốc tây à hay là thuốc đông y hay thuốc gì vậy? Thuốc tây kìa. Thuốc tây kháng sinh á. Uống kháng sinh, thế vậy em đã đi được ra mấy viên sỏi rồi? Dạ một viên. Nhưng mà cái chính là sau khi nó đi sỏi ra rồi mà em vẫn bị đi tiểu ra máu đúng không? Dạ. Bây giờ thì máu nó nhiều không em, hay là nó chỉ còn lại một chút hồng hồng thôi? Nó cũng nhiều, nhưng mà nó đắt mình tiểu liên tục kìa. Kiểu như là nó đi đái dắt ý, cứ chốc là vừa mới đi xong lại có cảm giác muốn đi luôn đúng không? Dạ, nhưng mà uống nước nó vô nhanh đi tiểu lệ lắm, rồi khoảng 5 phút rồi nó tiểu lệ. Em điều trị ở đâu đấy? Em điều trị ở Đà Nẵng kìa. Có phải bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng không? Dạ, bệnh viện ở quận thôi. Bệnh viện quận hả? Ở đấy thì họ có xét nghiệm nước tiểu cho em không? Dạ, chưa. Không làm xét nghiệm nước tiểu cho em? Nhưng mà em muốn nói một vấn đề là kiểu có hồi mà nó buổi sáng thường thường chi dạy mà kiểu chưa ra trên mà nó co rút chân tay. Nó giống như nó thiếu máu rồi sao nó không biết được. Ở em thì thứ nhất là em cũng rất may là mình cũng đã đi tiểu ra được một viên sỏi rồi á. Nhưng mà cái chính là chị không biết là cái viên sỏi đó nó trên cái đường mà nó đi từ sỏi niệu quản à? Dạ. Thì từ niệu quản này xong nó xuống bằng quang, xong nó qua niệu đạo nó ra ngoài. Thì cả mấy quãng đường như thế không biết là nó có gây tổn thương tất cả các cơ quan mà nó đi qua không. Ví dụ không biết nó có tổn thương niệu quản không, tổn thương bằng quang, rồi tổn thương niệu đạo của em. Nó khiến cho em bị đi tiểu ra máu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có thể cái chỗ tổn thương đấy nó lại kèm thêm cái viêm nhiễm nữa. Thế cho nên là cho dù thì em cũng đã được điều trị rồi, thế nhưng mà điều trị nó chỉ tạm thời ổn định thôi, chứ nó chưa khỏi hẳn được cho em. Bây giờ như thế này, em quay lại bệnh viện đấy nhá.
Và thứ nhất là phải siêu âm lại xem là cái sỏi nó còn viên nào không. Dạ, em siêu âm lẹ rồi nhưng mà nó không còn nữa. Ừ, thế thì tốt rồi. Thế thế cái thứ hai nữa là em phải được xét nghiệm nước tiểu. Vì cái này rất là quan trọng. Khi em xét nghiệm được nước tiểu thì người ta sẽ tìm ra được cái nguyên nhân mà gây ra cho em bị đái buốt bây giờ, hoặc là nó đái máu. Bởi vì em đái máu như thế này, nếu nó chỉ là do tổn thương của viên sỏi thôi, kết hợp với viêm nhiễm, thì chị lại không ngại lắm. Bởi vì cái đấy có thể điều trị được. Nhưng nếu như nó là viêm cầu thận cấp chẳng hạn, hay là một cái bệnh lý của hệ tiết niệu ấy, mà nó gây ra đái máu, thì lúc đấy nó lại phức tạp hơn cho em. Thế chính vì thế là em nên quay lại sớm đi nhá. Quay lại sớm và nói với bác sĩ là tôi đã uống thuốc. Em nghĩ đến cái việc mà bị nhiễm trùng máu không có thể, ví dụ đó. Nhiễm trùng máu thì em không ngồi nói chuyện với tôi được như thế này. Em hỏi thì có bác sĩ thì nói vậy, chứ còn chuẩn bị em mới vô nhập viện vô lẹ đấy mà. Ừ nhá, thế quay lại chủ yếu quay lại để bác sĩ người ta phải xét nghiệm nước tiểu, thậm chí phải cấy nước tiểu cho em để tìm xem là nguyên nhân vì sao em bị như thế. Nếu mình không điều trị có thể nó có những cái biến chứng khác, nhưng mà yên tâm là chắc không lo nhiễm trùng máu, bởi vì nhiễm trùng máu thì em sẽ không có được những biểu hiện như thế này đâu nhá. Ừ thế cứ yên tâm quay lại đi khám đi nhé. Cảm ơn bác sĩ. Vâng, xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Giang. À, vâng, alo ạ. Vâng ạ. À, vâng, chào anh Thành Vân và chào chương trình ạ. Dạ vâng. Em muốn chương trình giải đáp bác sĩ, cũng như bác sĩ giải đáp giúp em là năm nay em đã 37 tuổi rồi, nhưng mà em lại là người khuyết tật, em chưa hề yêu một ai hết. Vâng. Nên ra cái chuyện đấy là cũng rất là hạn chế, nên ra là em cũng đang lo lắng là sau này lấy vợ thì không biết là có ảnh hưởng gì đến sức khỏe, cũng như là đã rất lâu quá em không được chưa được quan hệ một ai hết, thì không biết là sau này em khó khăn gì trong cái chuyện đấy không nhé. Khuyết tật của bạn là khuyết tật gì vậy? À vâng, em bị chất độc màu da cam và hiện nay em đang ngồi xe lăn ạ. À, bị chất độc màu da cam. Tức là chân vâng. Hai chân là liệt hoàn toàn à? À, hai chân là đứng dậy vẫn đi được ạ. Vâng, và thả tay ra là không, tức là tôi cho là liệt hoàn toàn đi anh ạ. Vâng, em đi xe lăn vẫn đi xe máy được, nhưng mà chân lại không chỉ có chân không đi được ạ, còn người thì nào vẫn minh mẫn ạ. Bạn là thế hệ thứ mấy của chất độc màu da cam vậy? À, bố em với em bị ạ. Vâng. À, thế là tức là tức là thế hệ thứ hai. Thế là bố bạn sinh được mấy người con? À, hai anh em ạ. Em thì vẫn khỏe mạnh, còn mình em bị thôi ạ. À, còn em trai của bạn thì không bị làm sao à? Không ạ. Vâng. Và cái di chứng của bạn đó là về vận động đúng không? Chân ạ. Rồi. Còn tay vẫn bình thường, chỉ nào vẫn bình thường, chỉ bị đôi chân ạ. Tôi hỏi khí không phải, tức là cái chỗ bộ phận ý thì nó có ngốc ngoắc gì được không? À có ạ. À tức là nó vẫn bình thường đúng không? Vâng. Rồi bây giờ thì bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. À vâng vâng, xin chào bác sĩ nha. Vâng, vâng ạ, chào em. Em ơi, thế vâng ạ. Như nào nhỉ, nói là chia buồn thì cũng không hẳn chia buồn, là bởi vì em là di chứng của chất độc da cam thì nó là chuyện buồn. Thế nhưng mà mình lại là may mắn rất nhiều so với những người khác nhỉ. Mình chỉ bị ở chân thôi. Rồi thôi thì cái gì nó đến thì nó đến rồi. Cái bây giờ là mình đương đầu với cái cuộc sống hiện tại đúng không? Em vẫn đang đương đầu. Rồi. Về vấn đề này khá nhiều bác sĩ ạ. À, cứ lo là không biết là nó có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống vợ chồng không? Đúng không? Anh Thành Văn có hỏi là nó có nhúc nhắc gì không ấy? À vâng ạ. Thì thực ra là như thế nào? Dạ cũng vẫn nhúc nhắc được, cũng vẫn lên được bình thường, nhưng mà em nghĩ là chưa quan hệ bao giờ, chả biết là sau này có thành công được hay không. Thế những cái lúc mà nhúc nhắc ấy thì em làm như cách như nào để mà thỏa mãn? À em cũng làm lấy tay vuốt lên thì nó cũng vẫn cứng được. Trước mắt rồi cũng thấy rằng là rất là vui, là bởi vì vẫn còn nhúc nhác này và vẫn cứ tự sướng được đúng không ạ? Tức là cái nhu cầu về sức khỏe sinh sản của em ấy, hay là nhu cầu về tình dục ấy, là về chức năng là vẫn còn, và mình vẫn tự để thỏa mãn nó được nhỉ. Nhưng bây giờ thì lại cứ lăn tăn rằng là nhỡ sau này có người yêu thì không biết là thế nào.
thì cái việc đấy chị nghĩ là em đừng lo. Chỉ có rằng của mình vẫn nhúc nhác, vẫn hoạt động bình thường. Và đến khi gặp một ai đó thì cứ coi như là những chàng trai mà lần đầu làm chuyện ấy đi. Vâng, nó cũng vụng về, nó cũng lúng túng. Nhưng đâu vào đấy hết, mà có ai học chuyện đấy ngay từ trong bụng hoặc là khi mà sinh ra đâu. Đúng không? Em cũng gặp rất nhiều người đã tư vấn rồi, nhưng mà em vẫn muốn hỏi bác sĩ là để cho nó chắc chắn hơn. Rồi, cho nó chắc chắn hơn thì đấy, như chị chia sẻ với em, trong tình yêu thì cứ một chút khờ khờ, một chút dại dại, một chút lúng túng, nó có thi vị riêng của nó mà nhá. Thế thì cứ tự tin với những cái gì mình đang có và tận hưởng em nhé. Rồi việc gì đến nó cũng sẽ đến, và hy vọng tất cả mọi sự là sẽ tốt đẹp đến với em. Thì là em cũng xin cảm ơn bác sĩ ạ. Không làm chuyện bác sĩ để tư vấn cho các bạn khác thì em chắc em cũng xin các bạn. Rồi. Hẹn gặp lại bác sĩ điện thoại. Rồi, chào bạn. Còn những chuyện vui vẻ hơn, và em cũng cảm ơn anh Thành Văn và cảm ơn chương trình Cửa Sổ Tình Yêu đã kết nối cho em ạ. Rồi, xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình Cửa Sổ Tình Yêu và gọi cho chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Hà Nội. Dạ, em chào anh ạ. Vâng. Anh ơi, em có hai câu hỏi em muốn nhờ từ bên chương trình tư vấn cho em ạ. Vâng. Em đang có một cái thứ nhất là về năm nay là em 50 tuổi. À vâng, 50 tuổi rồi. Vợ chồng em chia tay anh ạ. À thế à. Vâng. Rồi, chia tay lâu chưa? Em chia tay được 5-6 năm rồi ạ. À 5-6 năm, thế là có mấy cháu? Em có hai cháu gái. Hai cháu gái, thế là hai cháu gái ở với ai? Hai cháu gái thì ở với em hết. À thế à. Còn một cháu thì lấy chồng rồi, còn một cháu nữa ạ. Rồi, thế là bố nó có lấy vợ nữa chưa? Hay là cũng ở vậy? Bố nó lấy từ lúc bọn em chưa bỏ nhau thì anh đã quan hệ với cô đấy, và chúng em bỏ nhau thì anh cứ thế mà lấy thôi ạ. À rồi, tức là anh ta ngoại tình đúng không? Và quyết định ly hôn với chị để đi đến với cô ta. Còn chị thì nuôi hai cô con gái, một cô thì đã lấy chồng rồi, chắc còn cô em ở với mẹ đúng không? Vâng ạ. Rồi, thế bây giờ băn khoăn điều gì? Thì bây giờ em bảo em có một cái câu hỏi là như này. Bây giờ thì em còn một đứa cháu gái nữa, thì em nghĩ là nay mai cháu nó cũng đi lấy chồng. Rồi. Em nghĩ là nay mai đến về tuổi già thì em... Buồn đúng không? Buồn. Em đang tìm đến một người nữa thì để đi bước nữa. Nhưng sau em cũng đã tìm được một anh này, và anh này cũng ở gần nhà em, có tầm độ 3 cây thôi anh ạ. À thế à, anh ta trẻ lớn tuổi rồi? Anh ta như vậy là năm nay là 62 tuổi, hơn em 12 tuổi ạ. À rồi, một giáp. Vâng ạ. Ừ, hoàn cảnh gia đình anh ấy thế nào? Nói chung hoàn cảnh anh ấy thì là có 3 đứa con trai và vợ anh mất được năm nay là được 5 năm rồi ạ. Rồi. Vâng. Thế là hai người đã qua lại chưa? Hai gia đình đã biết chưa? Hai em và anh ấy cũng quan hệ với nhau và đã tìm đến nhau được một năm nay rồi ạ. Rồi, thế con cái hai bên thì có ý kiến gì không? Nói chung con cái nhà em thì cả hai đứa con gái là nó đều đồng ý hết. Ủng hộ em luôn đúng không? Các con là các con em là nó đồng ý hết. Rồi. Còn bên nhà anh kia thì là nói chung là bọn em chưa ra mắt chưa gì hết. Mà em hỏi anh ấy thì là các con nhà anh có đồng ý không, thì anh bảo là các con nhà anh là cũng đều đồng ý hết. Nhưng miễn là bố phải để cho đến cuối năm nay là thay áo cho mẹ con đã, thì bắt đầu bố có tính chuyện đến việc của bố. À rồi, thế là ba cậu con trai kia thì lớn chưa? Đã ai lập gia đình chưa? Đều vợ con hết rồi ạ. À tức là cả ba cô cậu là đều có vợ con riêng, vâng, và riêng rồi. Có vợ con và rồi. Con cái lớn hết rồi ạ. À thế à, rồi. Vâng. Thế bây giờ thì chị băn khoăn điều gì? Anh chưa đến với em ấy. Anh có yêu một người. Rồi. Anh yêu một người ở tận xa lắm, cách 200 cây cơ. Rồi. Thì sau là cái người đấy kiểu như là không chung thủy với anh đấy là một, và hai nữa là kiểu anh ấy cũng có cái là phàn nàn là xa quá. Rồi. Cô ta vẫn còn có tình cảm với anh, nhưng em hỏi anh đấy thì anh bảo là anh không còn tình cảm với cô ta nữa. Rồi. Tức là anh ấy phát hiện ra là khi nào mà anh không lên nhà cô ấy nữa thì cô lại đi người khác. Rồi. Đến lúc mà anh ấy phát hiện ra là như thế, rằng anh chấm dứt, anh không đến với cô ta nữa, thì anh đến với em được một năm nay rồi. Thế nhưng mà trong một năm nay là em phát hiện ra cô ta vẫn gọi đến cho anh. Rồi. Bây giờ em chỉ mỗi băn khoăn một tí là nếu mà ví dụ như em có phát hiện ra mà anh vẫn như thế thì anh cho em lời khuyên là em có thể em khuyên với anh ấy như thế nào
hay là mình chấm dứt, kiểu như là một là anh ta có người ý rồi thì thôi em, mà hai là có em thì phải thôi người ta. Rồi đấy, em chỉ băn khoăn có mỗi thế thôi. Anh cho em lời khuyên. Dạ vâng, thế chị là xác định là nếu mà có lấy nhau thì có sinh thêm con không? Không, tuổi bọn em thì không thể sinh được nữa, bởi vì em rồi. Là tức là không, chỉ nương tựa kinh nghiệm nữa. Dạ vâng, chỉ nương tựa vào nhau thôi đúng không? Vâng ạ. Rồi, chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng, chào chị. Vâng, em chào chị. Vâng, mình cũng đã nghe câu chuyện chị trao đổi với anh Thành Văn rồi. Và có lẽ cái băn khoăn nhất hiện nay chính là anh ý có toàn tâm toàn ý với mình không, đúng không? Như ban nãy chị cũng có nói với cả anh Thành Văn và tôi cũng được biết là chị cũng đã trao đổi với anh và anh nói rằng là anh là thì nhất mực là đến với chị thôi, đúng không? Vâng ạ. Thế điều gì khiến chị không tin khi mà anh ấy nói như vậy? Em chỉ có mỗi băn khoăn là cái này là do cô ta vẫn cứ gọi đến anh ạ. À, cô ấy vẫn gọi đến, nó lại nó là việc của cô đấy, đúng không? Thế thì vậy nếu như cô ấy vẫn gọi đến thì mình không thể bảo là cô đừng gọi đến nữa, đúng không? Cũng có thể yêu cầu như vậy, nhưng mà người ta có đáp ứng hay không là chuyện của người ta. Nhưng mà điện thoại thì nó sẽ có số SIM và vì vậy cô sẽ chỉ gọi đến được cái số điện thoại mà cô ấy biết cái số thôi, có đúng không nào? Vâng. Tức là đã là tình cảm, đã là yêu thương nhau để mà mình nương tựa với nhau. Thực ra nói 50, 60, thế nhưng mà có khi sống với nhau 3, 40 năm nữa chứ cũng không phải là ít đâu, đúng không nào? Vâng. Vì thế cho nên là cái quan trọng là tin tưởng nhau. Ở trong tình cảm là phải tin tưởng nhau. Nếu như chị đã tìm hiểu anh ấy trong vòng 1 năm và cũng thấy là rất yêu và rất tin thì nên duy trì cái điều đó. Tất nhiên ạ, một cái lòng tin sáng suốt nhé. Vì vậy ở đây nó sẽ nói đến cái chuyện là cô ta vẫn gọi đến, vậy bây giờ sẽ nói với anh ấy là anh ơi, anh xem như nào. Anh nói là anh không muốn có quan hệ nữa, nhưng mà nếu bây giờ mình cứ giữ cái số điện thoại này chẳng hạn, đúng không? Thì có thể là cô vẫn gọi được. Thế thì em nghĩ là hay là anh có thể thay. Thực ra rất nhiều trường hợp để chấm dứt một cái việc gọi điện thoại thì thường là người ta phải thay số thôi. Hoặc là người ta không thay bởi vì có rất nhiều những cái mối làm ăn người ta không thay được. Thì người ta phải đặt một cái chế độ là ví dụ như là cái số điện thoại này, điện thoại kia gọi đến thì nó tự động sẽ không kết nối nữa nhá. Thì những cái đấy là chị nên trao đổi bàn bạc với anh ấy. Và có lẽ là mình cũng đã tìm được một người mà nó rất là thuận lợi rồi. Ở đây tôi thấy ba cháu ở bên nhà anh ấy nó cũng đồng thuận nhá. Hai đứa con nhà chị nó cũng đồng thuận. Đấy là những cái thuận lợi. Còn có những trường hợp là nó không có được những cái điều đấy đâu. Đấy, thì mình xác định là cái yếu tố thuận lợi đấy. Nhưng cũng có một cái điều nữa, đó là mình cũng cần là có một cái yêu cầu nào đó từ phía mình để xem là nếu thật sự anh ấy yêu và anh ấy chỉ muốn là lấy mình thôi thì anh ấy có tìm cách để ngăn chặn cái việc người cũ gọi đến hay không nhá. Và chúc cho là cái tình cảm của anh chị nó sẽ đi đến được cái kết cục nó thật là tốt đẹp nhá. Rồi, chúc chị gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tình yêu nhá. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Alo, xin chào, thính giả gọi đến từ Ninh Bình. Dạ, em này có một câu hỏi về bây giờ thì em thì không may này bị u tuyến yên. Cái chuyện mà tình cảm vợ chồng thì nói chung bây giờ như chúng em thì nó có tuổi rồi. Rồi. Nên là bây giờ nó không được mỹ mãn như ngày xưa. Giờ em muốn hỏi chương trình tư vấn em thì vợ chồng thì nó còn đang cái tuổi trẻ mà. Vâng. Vâng, thì bây giờ nghe em bệnh tật như vậy, mỗi mất khi lại chẳng quan hệ thì nó hay đau đầu lắm ạ. À thế à. Rồi, thế là bạn bao nhiêu tuổi đấy? Tư vấn hộ cho em tí. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Năm nay 48 ạ. À, 48 tuổi. Đông con nhiều cháu chưa? Đã cũng được 2 cháu ạ. Cháu lớn năm nay 28 tuổi, còn cháu nhỏ thì 11 tuổi. À thế là cũng cách nhau xa nhỉ? Đã xây dựng gia đình cho cháu nào chưa? Dạ, cháu lớn thì năm ngoái thì cũng bảo là xác định lấy vợ, nhưng mà thấy mẹ ốm thì Nguyên đi viện suốt thì cháu giờ nó cũng đôi khi nó cũng nản mà. Giờ Nguyên lo cho mẹ mãi nên chán chẳng muốn lấy vợ. Rồi, thế là bây giờ là u tuyến yên thì bác sĩ đã làm những cái gì rồi? Chỉ định ra làm sao? Bác sĩ vẫn điều trị thì ạ. À, chỉ điều trị không cần phẫu thuật đúng không? Không, có nghĩa là bảo khi nào cứ điều trị định kỳ, khi nào mà cần phẫu thuật thì bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Cái việc u như thế và uống thuốc thường xuyên như thế thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của chị nói chung không? Nói chung ảnh hưởng nhiều chứ bây giờ nó lại cần
em còn phải nó lại suy van suy tĩnh mạch nữa. Rồi thì ông xã bao nhiêu tuổi rồi? Chồng năm nay 53. À chồng 53 vợ 48 đúng không? Thế là ông ấy thì vẫn có nhu cầu đúng không? Một tuần mấy lần? Không, đấy ít thôi, tháng độ 1 đến 2 lần thôi. Thế mà tháng 1 2 lần thôi mà cũng đã thấy đau hết cả đầu rồi đúng không? có nghĩa là cứ quan hệ thì đầu lại đau ạ. À thế à, không quan hệ thì hết đau đầu luôn đúng không? Không, đau khi ngày nào cũng đau lắm. À thế à, người rồi. Đau có nghĩa là bây giờ có nghĩa chỉ dùng giảm đau toàn uống viên sụp chứ không phải là đau bình thường đâu, nhưng mà mỗi khi vậy nên là bảo anh đôi khi cứ bảo anh mà hay là anh bảo là vậy bây giờ không đáp ứng đủ thì đi ra ngoài. Thế và thế đấy tùy anh đi nhưng mà anh sống sao để cho con đến nhìn lại gương của người bố thôi. Thì biết nói thế thôi chứ chẳng biết nói nào được. Rồi đã bệnh tật thế thì làm cái việc gì nó cũng mệt cả. Vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng. À, vâng ạ, chào chị. Thế vâng thì ạ, cũng chào nghe chị. Nghe chị tâm sự với cả anh Thành Văn rồi ạ. Vậy thì vâng. Bây giờ chị muốn chúng tôi tâm sự với chị điều gì? Muốn thì bây giờ đúng là khuyên giải, bây giờ khuyên là bây giờ thì nói chung mà để cho chồng đi ra bên ngoài thì cũng không đành lắm. Vâng ạ. Mà mình thì không thể chấp nhận được, thêm muốn chương trình bây giờ là nói anh thì thường xuyên nghe chuyện cửa sổ tình yêu và chuyện thầm kín. À, nên nói thật là cũng muốn hỏi chương trình như này để đôi khi anh nghe thì có nghĩa anh không cảm cho thôi chứ chả có vấn đề gì. Vâng, ở cái người suy tuyến yên này xong bây giờ lại suy đủ mọi thứ, suy tĩnh mạch này, suy gan nữa ạ, vân vân. Vâng. Và thường xuyên đau đầu thì đương đầu với cái sự sống nó cũng đã mệt mỏi lắm rồi đúng không ạ? Vâng. Thì cũng không thiết gì những cái chuyện khác nữa cả. Vâng. Thế thì bây giờ nhưng mà như này ạ. Tức là bình thường cũng đau đầu và khi quan hệ thì nó cũng vẫn cứ đau đầu như thế à? Hay là nó đau hơn? Nó có nghĩa là lúc có quan hệ thì nó đau nhiều mà nó đau hết cái phần gáy, có nghĩa nằm là cứ phải ôm đầu thôi. Vâng. Chứ còn không biết làm thế nào. Vâng. Vâng. Và chồng mình cũng hiểu cái nỗi đau đấy của mình ạ. Vâng ạ. Thế và chắc là anh ấy nói đùa thôi, là nếu mà không phục vụ được thì đi ra ngoài, đúng không ạ? Vâng ạ, thì anh cũng nói đùa, nhưng vâng. Mà sau anh thì cũng nói lại, anh bảo là bây giờ kiểu là muốn sống để cho con cái nó nhìn cái gương của bố mẹ vâng. Đấy. Vâng. Để cho con cái nó học tập thôi, chứ vâng. Còn bây giờ anh ra ngoài 50.000 chăm lúc nào cho có. Dạ, nhưng vâng. Mà nói thì nói thế, nhưng mà chồng thì vẫn tâm lý chứ không sao. Vâng. Nhưng bây giờ muốn anh nghe những cái chương trình như thế thì vâng thôi ạ. Thì em mới nhờ chương trình đúng rồi tư ạ. Vấn giúp. Đến con chị nó cũng còn biết cái nghĩa là gì ạ? Là vì mẹ mà ví dụ như là cái chuyện mà cưới của con trai ạ, nó cũng vâng. Nó cũng còn phải suy nghĩ. Và vâng. Cũng còn phải nấn ná, đấy là cái tình cảm, tình nghĩa, đúng không ạ? Thế còn vâng. Với anh thì chắc là anh ấy nói đùa vậy thôi. Chứ còn cái nhu cầu mà quan hệ tình dục ấy ạ, nó là nhu cầu cơ bản của mỗi người. Nó không vâng. Phải xấu, nhưng mà nó có nhiều cách để mà thỏa mãn cái nhu cầu đấy. Vâng. Và họ cũng tìm những cái cách mà tự thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của họ đó. Chứ vâng. Không nhất thiết là cứ phải đi tìm một cái người phụ nữ nào để mà thỏa mãn nhu cầu tình dục. Để mà vâng. Mình lại bị bội ước với cả cái tình cảm ấy chị. Vâng. Vâng, thế thì gọi là một chút tâm sự với chị như vậy để chị là người mà ốm đau thì chị vững tin hơn. Và hy vọng rằng là như chị đã chia sẻ với anh ấy là làm như thế nào để lại tấm gương cho con ấy ạ. Vâng. Và không phải là tấm gương để sau này vợ chồng nó lấy anh chị làm gương nữa. Mà vâng. Ngay kể cả cái chuyện bây giờ nếu như mà anh ấy có những cái hành vi nào mà nó bội ước với gia đình và biết đâu nó cũng ảnh hưởng đến cái tình yêu của chúng nó, đúng không chị? Vâng. Và hy vọng rằng là với những cái sự tâm sự của chị và đặc biệt là những cái sự ốm đau mà chị đang chịu đựng thì anh ấy cũng sẽ cảm thông được và chắc là anh ấy biết tự thỏa mãn nhu cầu của anh ấy không bằng cái cách, không cứ phải bằng cái cách mà đi tìm một cái cô nào đấy ở ngoài đâu, mà tự vâng. anh ấy vẫn thỏa mãn được cái nhu cầu nó gọi là tối thiểu của con người đấy thôi chị ạ. Nhá. Cơ bản là chị giữ vững niềm tin để mình chống chọi với bệnh tật và mình vẫn là cái nơi nương tựa của các con nhé, về mặt tình cảm thì chị phải thật khỏe chị nhé.
và và chồng chị sẽ hiểu được chị nhé. Vâng, chúc chị qua chương trình thì khỏe. Em xin cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ nhé. Vâng. Muốn để cho anh nghe chương trình này để anh nghĩ là đêm nào anh cũng ở này anh nghe mà. Vâng ạ, chúc để cho anh nghe thấy để cho rồi anh ấy càng hiểu hơn. Chứ còn nếu như mà so với bên ngoài anh ấy là cũng cứ người hiền lành mà cũng biết thương vợ thương con đó. Chỉ không có gì nhưng chỉ mỗi để cho anh nghe anh thấu hiểu nhiều hơn thôi. Vâng ạ, cảm về ơn chương trình vâng, chúc chị khỏe và hạnh phúc chị nhé. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng, xin chào chị và chúc chị có sức khỏe thật tốt nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hải Phòng. Vâng ạ, tức là tôi năm nay ngoài 40 tuổi. Vâng. Chồng tôi thì ngoài 60 mà thế tôi đi bế cháu cho con ở trên Yên Bái. Vâng. Thế thì hơn một năm đầu thì không có chuyện gì. Thế cái năm thứ hai thì chồng tôi cứ nửa đùa nửa thật. Thế xong rồi có một lần là anh ấy đưa một cô bạn gái về nhà qua qua hai ba đêm gì đấy. Thế à? Cô bạn gái về nhà. Thế thì cái cô ấy là không quen biết. Thế nhưng mà rồi thì sau đó thì anh ấy cứ bảo với vợ con là anh ấy vẫn rất là trong sáng, không có vấn đề gì. Thì theo chuyên gia cái chuyện ấy có thể có thật không ạ? Chị năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ tôi 47 rồi ạ. Thế anh ấy thì bao nhiêu tuổi? Anh ấy 65 ạ. À thế à, thế cái hồi mà anh ấy đưa cô bạn gái về nhà là ăn ngủ như nào, con cái của chị đâu có phát hiện ra không? Dạ các con ở xa, còn tôi thì đi bế cháu cho con ạ. Tức là ông ấy ở một mình ở nhà? Dạ vâng ạ. Thế làm sao mà chị biết là ông ấy rủ gái về nhà? Thì hàng xóm người ta nói và anh ấy cũng có thú nhận thật ạ. À thế à, cái hiện tượng ấy cách đây lâu chưa? Dạ cách đây vài tháng rồi ạ. Rồi thế sau đấy thì như thế nào? Sau đấy thì anh ấy nói là anh ấy vẫn rất là trong sáng, thì mọi việc là vẫn bình thường. Rồi thế bây giờ chị về nhà với anh ấy chưa? Dạ bây giờ thì về rồi ạ. Rồi thế là tình cảm vợ chồng có trở lại bình thường như xưa không? Bây giờ thì vợ thì gia đình là không khí gia đình thì trở lại bình thường rồi. À thế hả? Thế thì bây giờ chị mong muốn điều gì? Mong muốn điều là chuyên gia tâm lý cho tôi một cái câu trả lời là cái chuyện mà đưa một cô gái lạ về nhà thì mà không có vấn đề gì xảy ra giữa hai người thì có thật không ạ? Chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng, chào chị. Vâng. Tức là chị cảm thấy không thể tin được cái điều mà anh nhà mình nói đúng không? Vâng ạ, nó hơi bất bình thường ạ. Hơi bất bình thường. Nhưng thâm tâm thì chị có muốn tin không? Tâm thì cũng tin chồng mình. Ừ. Thế nhưng mà cái việc mà anh ấy đưa cái người lạ về nhà anh thế thì cũng rất là buồn. Và thế cho nên là tôi 50% tin, 50% không tin thì tôi mới muốn hỏi chương trình ạ. Rồi. Thực ra thì chị là người mà gần gũi anh ấy nhất đúng không? Dạ. Chị là vợ này, chị biết tính anh ấy chứ đúng không? Chị hiểu anh ý, chị biết tính anh ý. Thế rồi từ Yên Bái về này, hai vợ chồng lại sống với nhau một cái quãng thời gian rồi, tôi cũng không rõ là dài hay ngắn. Nhưng mà bây giờ chị vâng, thì chị có nói với cả anh Thành Văn là tình cảm vợ chồng lại bình thường rồi đúng không? Vâng. Thế thì những điều đấy nó là cơ sở để cho chị có thể tin hoặc là không tin cái điều kia. Chứ còn như chúng tôi rất là khó để có thể nói ra với chị rằng là chuyện đấy là không có đâu hoặc là chắc chắn là có. Bởi vì nó sẽ là tùy thuộc vào những cái người nam giới khác nhau. Bởi vì thế này, có thể là cái việc mà anh ấy gặp một cái người bạn nào đấy, xong rồi về nhà chơi, xong rồi ngồi uống nước, thế thôi. Ngủ thật mà. Ngủ thật anh ấy cũng thừa nhận là ngủ thật, nhưng mà nhưng mà sau khi ăn cơm xong thì mỗi người một giường. Anh ấy cũng sợ cô ta là không biết là có bệnh tật gì không, thế là qua anh ấy nói chứ còn ngủ thật. Tức là anh ấy cũng nói rằng là có ngủ thật rồi, đúng không? Có ngủ thật ở nhà. Nhưng mà vì anh ấy sợ không biết là bệnh tật như thế nào, và vì vậy cho nên là anh ấy đã ngủ mỗi người một giường. Nhưng cái quan trọng bây giờ nó là như thế này chị ạ. Vâng ạ. Đó là bây giờ anh ấy đã nói rằng không có chuyện gì đâu, đúng không? Dạ thì, vâng. Mà chị lại cứ muốn tìm hiểu. Bây giờ phải nghĩ là này, giả dụ, đây nói giả dụ tình huống xấu nhất nhá,
là chị có thể có được những cái nguồn tin hay là một cái bằng chứng nào đó nó rất là xác đáng là có một cái chuyện ấy xảy ra. Dạ. Thế thì rồi nó sẽ như thế nào? Mình nếu giả dụ bây giờ là có thì mình có tiếp tục cuộc sống này vợ chồng không? Hay là mình không thể sống với cái ông này được? Ông này ông ấy đã ôm một người phụ nữ khác, ông ấy ngủ rồi làm việc này việc kia, ông ấy nói dối mình. Hay là rồi mình cũng lại bảo thôi chuyện đấy nó cũng là một cái gì đấy do là không may và ông ấy không kiềm chế được bản thân vân vân. Ý tôi muốn nói là việc biết hay không mà nó có phải là điều quan trọng không nhá. Dạ. Đấy, chương trình này những cái nhà tâm lý em rất là kính phục. Thì cái chuyện ấy có thể xảy ra. Tôi muốn được nói với chị rằng có thể xảy ra hoặc đôi khi cũng sẽ không xảy ra nhá. Cái quan trọng ở chỗ này là khi anh ấy đã nói rằng là sợ cô ta có cái gì đó về mặt sức khỏe mà. Cho nên ở đây có thể là có một cái ý định thật. Nhưng mà sau đó cái việc mà sợ kia thì anh ta sẽ thôi, đúng nào? Dạ vâng. Nhưng cũng có những cái trường hợp ví dụ như là người ta không đủ tỉnh táo để mà suy xét cái gì cả. Cái nhu cầu quá cao rồi. Và, và người ta có thể thực hiện một cái hành vi nào đó. Nhưng nếu giả dụ như nó có xảy ra, ở đây ý tôi muốn nói như thế, thì mình nên nhìn nhận nó là một việc nó có quá là nghiêm trọng và quá kinh khủng không? Mình sẽ mình sẽ chấp nhận hay là mình sẽ cho đấy là một chuyện. Thì cái này nó tùy thuộc vào chị nhá. Dạ, em rất muốn đến cùng với chồng em đến gặp cô ta một lần. Thế xong rồi thì là chuyện trò coi như là... Để làm gì? Để làm gì? Để làm gì? Khi mình làm một việc gì đó nhá, tôi rất muốn nói với chị là như này. Khi mình làm việc gì đó mình phải nghĩ đến cái mà mình định đạt tới nó là cái gì. Và cái việc mà mình định làm ấy trong một cái tổng thể chung là mình đang muốn gia đình hạnh phúc, thì nó tốt cho gia đình mình hay nó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình đây. Dạ vâng. Nhá. Trong cuộc sống bây giờ thỉnh thoảng có nên nhắc lại nửa đùa nửa thật không ạ? Nhắc lại để làm gì? Đó. Bởi vì là nếu như anh ý mà sống với chị như ban nãy chị nói là quan hệ vợ chồng trở lại bình thường rồi, tốt rồi, vui vẻ rồi, thì tôi nghĩ là không nên nhắc lại nhé. Dạ, thế ạ. Bởi vì là đôi khi chị cũng khó kiểm soát cái cảm xúc của mình. Và có thể chị nhắc lại, nhưng chị phải đo cái cảm xúc từ phía anh ý. Nếu như việc nhắc lại ấy mà anh ý cảm thấy nó làm cho anh ý bị bối rối quá hoặc lo lắng quá và có thể làm ảnh hưởng đến cái tình cảm giữa hai người, thì có lẽ chị sẽ không nên nhá. Rồi, chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Mùi từ trước. Xin chào chị nhá. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn chương trình ạ. Vâng. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Yên Bái. Alo, Yên Bái đâu ạ? Dạ vâng, em đang nghe máy ạ. Rồi. Cháu nó 18 tuổi thì nó có bị rong kinh ạ. Rồi. Em nó bị rong kinh từ hồi năm 6, nó đang học cuối cấp 12 ạ. Rồi. Em đưa cháu đi ra khám ở bệnh viện sản trên Nam Định. Rồi. Thì là bác sĩ họ tiêm thuốc cho cháu thì là về nhưng cháu nó không khỏi, nó cứ thế ra nhiều. Rồi. Thế là em đi lại cho cháu ra ngoài Hà Nội. Ra ngoài Hà Nội khám lấy thuốc. Là cháu nó uống thì là bác sĩ bảo là 3 ngày là nó khỏi. Rồi. Là nó không ra nữa. Rồi. Thế là đi khi về cháu uống thuốc thì cháu được 3 tháng thì cháu lại có kinh đều ạ. Rồi. Xong được 3 tháng thì cháu lại không có nữa. Rồi. Cháu nó không có kinh nữa, thế thì em lại cho cháu ra. Cho cháu ra thì bác sĩ lại kê đơn cho cháu lấy thuốc thì là về cháu lại có được 1 tháng. Xong là cháu lại không có nữa. Tóm lại là con gái chị đúng không? Vâng ạ. Cháu năm nay là 18 tuổi rồi đúng không? Cháu là 20 rồi ạ. Cháu là từ hồi cháu bị là hồi cháu 18 ạ. Rồi, và năm nay thì cháu đã 20 tuổi. Và cái hiện tượng kinh nguyệt nó cứ lung tung beng như thế là vẫn xảy ra đúng không? Vâng. Và cũng chưa có cái biện pháp nào để điều trị dứt điểm được. Thế đi khám thì họ bảo sao? Bác sĩ bảo cháu là cái tuổi của cháu là nó chưa phát triển để được hoàn chỉnh ạ. 20 tuổi là người ta sinh đẻ được rồi chứ còn chưa phát triển gì nữa. Vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng, chào chị. Vâng ạ, vâng, vất vả với cháu quá nhờ. Từ năm 18 tuổi cho đến bây giờ là 2 năm. Đi tìm hết các thầy các thợ rồi và đến phụ sản trung ương thì là đúng chuyên ngành sâu rồi đấy chị nhờ. Chị ơi, cháu nó có kinh từ năm bao nhiêu tuổi? Từ hồi cháu 15 tuổi cháu đã có rồi ạ. Từ năm 15 tuổi cho đến 18 tuổi thì kinh nguyệt nó như nào? Cháu vẫn đều ạ. À, đều đặn xong tự nhiên đến năm 18 tuổi thì là nó cứ rong kinh. Cháu đang học hết lớp 12 là cháu bị rong kinh cho 1 tháng là 30 ngày là cháu có đều cả 30 ngày. Vâng ạ, vâng.
chẩn đoán cuối cùng ở cái bệnh viện phụ sản trung ương ấy thì người ta nói cháu là cháu nó đang ở cái độ tuổi gọi là chưa hoàn thiện, đúng không chị? Vâng ạ. Vâng, cho nên rằng là thôi thì cứ từ từ ạ. Vâng, bác sĩ bảo là không nên ra khám nhiều ạ. Vâng, thế trong cái khoảng thời gian mà từ từ như thế thì cháu về nhà bác sĩ có cho thuốc gì không chị? Có ạ, lần nào cháu ra là cháu cũng có thuốc ạ. Khi mà chị đi khám ở đó rồi thì đã ra đến phụ sản trung ương thì người ta thường là làm các cái xét nghiệm khám và nó đầy đủ để tìm hiểu cái tình trạng sức khỏe của cháu. Trong cái tình trạng sức khỏe của cháu khi mà bác sĩ có nói rằng là nó chưa hoàn thiện thì có lẽ bác sĩ muốn nói đến cái chuyện là cái hoạt động của hệ thống nội tiết ấy chị ạ. Vâng, nó chưa hoàn thiện. Vì vậy rằng là có thể là thiếu hụt nội tiết cho nên cứ cho vào thì lại thì mọi chuyện nó lại bình thường. Đúng không ạ? Bổ sung thuốc vào thì lại bình thường. Và nếu mà thiếu đi thì nó lại trục trặc cái gì đó. Và vâng, và thậm chí là có thể không có kinh nguyệt nữa ấy. Tức là nó có thể chỉ dừng lại 1-2 tháng thôi. Vấn đề là chị đã theo rồi và bác sĩ có chẩn đoán rồi, chắc cái việc đi lại của cháu nhiều cũng làm cho tốn kém, và cái liệu trình mà điều trị đặc biệt là về nội tiết ấy thì thường nó cũng mất nhiều thời gian chị nhá. Cho nên rằng là nếu mà bác sĩ mà đã cho thuốc, mà kể cả về nhà cũng cho thuốc rồi, thì mình cứ dùng hết cái đợt thuốc đó đi, lại cứ tiếp tục mua cái thuốc để cho cháu uống. Thuốc đấy hiện tại là thuốc gì chị? Em hỏi những các bác sĩ ở đây thì họ nói là toàn những thuốc là thuốc bổ thôi ạ. Toàn thuốc bổ ạ, chứ không có thuốc nội tiết gì ạ. Vâng. Thế ạ. Vâng, nếu mà là thuốc bổ thì có nghĩa là chả ảnh hưởng gì cả. Mà cháu uống mà chị thấy rằng là cháu khỏe lên này, rồi là các cái chuyện kinh nguyệt nó tốt rồi thì thôi cứ uống. Đúng không? Đấy là chị khám ở bác sĩ bệnh viện sản trung ương chứ gì ạ? Nhưng mà chị ơi, cái đợt mà em ở Nam Định ấy, vâng, toàn tiêm thuốc tránh thai cho cháu thôi. Vâng, thuốc tránh thai thì bản chất của nó là nội tiết chị nhá, chứ không phải là cái gì cả. Cho nên ban nãy cũng đã nói với chị là có thể cái hoạt động của hệ thống nội tiết của cháu nó chưa thành thục, cho nên là nó ra ít hoặc là nó ra nhiều quá. Khi mà khám xét là các bác sĩ sẽ biết đấy ạ. Khi mà ít nội tiết quá mà hệ thống nội tiết mà không sản xuất đủ thuốc thì nó cũng gây rong kinh, nó cũng gây chảy máu và cũng có thể là không có kinh nguyệt, vân vân. Cho nên rằng là bác sĩ cho thuốc nội tiết đúng thế ạ. Và đôi khi rằng là cho thuốc tiêm này và hoặc là cho thuốc uống này, đấy, có những người mà người ta để điều hòa kinh nguyệt cho kinh nguyệt nó trở về đều đặn, người ta uống thuốc tránh thai mà chị. Vâng, vì nó là thuốc nội tiết nhá. Đấy, cho nên là tốt nhất là bác sĩ nói là chị không nên ra nhiều, cũng chắc vì phần lo cho chị, cho nên là chị có cái điện thoại di động của chị. Và chị có thể liên hệ với bác sĩ là hiện tại là em hết thuốc rồi. Thì bây giờ là thưa bác sĩ là em sẽ đi mua tiếp cái đơn thuốc của bác sĩ cho đợt trước, hay là em phải ra cho cháu khám lại em nhé. Em lại phải cho cháu ra lần nữa rồi ạ. Thế thì bây giờ như này ạ. Căn cứ vào cái chẩn đoán mà của bác sĩ ở Viện Sản Trung ương ấy, và cái đơn thuốc bác ấy cho là toàn thuốc bổ, thì bởi vì thế tôi mới hỏi sức khỏe của cháu. Bởi vì nếu cháu nó yếu quá thì cái hoạt động của hệ thống nội tiết nó cũng ảnh hưởng. Để mà ra nhiều quá hoặc là ra ít quá, cái thuốc nội tiết ấy ạ, nó cực kỳ đỏng đảnh và nó cực kỳ khó tính. Nó hơi nhiều nó cũng ảnh hưởng và nó hơi ít cũng ảnh hưởng. Cái việc điều chỉnh nó rất là khó. Cho nên đây là tôi gọi là nói theo thông tin của chị thôi. Có khi cho nhiều quá niêm mạc dạ con nó nhiều hoặc là ít hoặc là mỏng quá. Vì vậy cho đến bây giờ bác sĩ sẽ có một cái phương hướng điều trị của bác sĩ là cho thuốc bổ để cháu nó nâng sức khỏe tổng thể của cháu lên. Và hy vọng là khi mà sức khỏe tổng thể của cháu ấy khỏe rồi thì cái hệ thống nội tiết ở cái tuổi 18 đôi 10 đấy nó tự được điều chỉnh lại chị ạ. Nhá,
hiện tại chị xem sức khỏe để bồi dưỡng cho cháu thật khỏe lên. Và nếu mà dăm 3 tháng mà cảm thấy là kinh nguyệt nó không cải thiện tí nào cả thì buộc lòng chị lại phải đi ra bệnh viện để chị khám lại cho cháu thôi nhá. Vâng, chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Vũ Minh Phượng rồi chứ. Xin chào chị nhé. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo. Tôi đang nghe đây ạ. Tôi năm nay 58 tuổi rồi. Dạ vâng, chào anh. Sau khi tôi xây dựng gia đình cách đây là đi 27 năm rồi. Dạ vâng. Tôi muốn hỏi là bây giờ tôi muốn cắt đứt một cái mối quan hệ, sợ sau này nó xảy ra vấn đề cứ đi quá đà đấy mà. À thế à? Tức là tại sao? Muốn cắt đứt nó thì xem hỏi chương trình thì xem là giờ cái giải pháp như thế nào. Bởi vì lắm khi là tôi cũng không muốn nên quan hệ nó kéo dài thêm nữa. Thế nhưng mà hai bên đối tượng nó, ví dụ tôi với cô kia là vẫn cứ có cái mối quan hệ nó thắm thiết thì sợ sau này nó xảy ra bất đừng nó xảy ra vấn đề gì thì nó khó xử nữa, bởi vì nó giữa hai bên gia đình đều rất hạnh phúc. Rồi, thì tóm lại anh đang có một cô anh đang có một cô bồ đúng không? Không phải là bồ. À. Có nghĩa sau khi tôi xây dựng gia đình thì cái cô bạn này là lại có cái quan tâm nhiều hơn đối vợ. Thế sau đó thì lúc đó thì tôi không ở nhà nhưng mà vẫn cứ trao đổi thư từ thì gọi cơ quan cho rằng là chỉ là anh em thôi. Thế sau khi tôi về hưu rồi thì nó liên quan tới thông tin bằng điện thoại. Vâng. Vẫn thế thôi, nhưng trong thời gian 4 tháng nay, 5 tháng này thì tôi vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì gần cô đấy hơn. À thế à. Thế nhưng là bởi vì là cũng không muốn cho cái mối quan hệ này nó đi sâu hơn mà. Thế lắm khi là cũng bảo không biết làm cách nào để nó cắt đứt cái mối quan hệ nó đi. Tóm lại là đã có cái gì sâu sắc chưa? Dạ, chỉ coi là quan tâm lẫn nhau thôi. À thì à, chưa đi sâu vào vấn đề kia, bởi vì là luôn luôn tôi giữ một cái mối quan hệ coi là chừng mực, có chừng có mực đúng không ạ? Rồi, thế là cô ta nhiều tuổi không anh? Năm nay là kém nhà tôi là 2 tuổi, 45. Tức là cô ta 45 tuổi, anh thì là 58 tuổi đúng không? Vợ anh thì 47 tuổi. Và anh chỉ sợ rằng là nếu mà cứ duy trì cái tình cảm như thế này thì đến lúc nào đó thì mình không kìm nén được đúng không? Và như thế thì thật là có lỗi với gia đình của cả hai bên. Chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm học của chương trình sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng, chào anh. Alo. Anh có vẻ lo lắng đúng không ạ? Vâng, và có lẽ là anh nhận thấy trong cái quan hệ của anh với cái người bạn hiện nay ấy, nó cũng tiềm ẩn một cái gì đó mà có vẻ là nó cũng hơn tình bạn một tí đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, thế và hai người anh nói là quen nhau cũng lâu rồi đúng không? 26, 27 năm nay rồi, bắt đầu từ lấy nhà tôi ạ. Bắt đầu từ lúc lấy... Thế thì lúc bây giờ là làm cùng cơ quan à? Hai người hay như thế nào? Không, là người đó thì ở nhà. À. Còn tôi thì lại bộ đội. Vâng. Nhưng bây anh nói là anh vào thành phố Hồ Chí Minh thì gần hơn, có nghĩa là cô là ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nó khổ một cái nỗi là mà hai cháu thì bây giờ là cứ thỉnh thoảng này phải về đó. Đúng không? Thế nên là khi mà bố xuống thăm hai cháu thì về mặt tình cảm thì bản thân tôi cảm thấy nó vẫn cứ bình thường, thế nhưng mà cô ấy thì có một cái nó hơi xa một chút. Tôi nghe anh giọng Bắc đúng không? Thế dạ thì vâng cô đấy thì người Bắc hay người Nam? Cũng người Bắc. À cũng người Bắc nhưng mà lại vào lập nghiệp ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng. À vâng. Thế khi mà hai người quen nhau ấy, nói hỏi tò mò một chút là nó trong hoàn cảnh như thế nào? Có nghĩa là khi mà là yêu nhà tôi bây giờ đấy. Vâng. Thì là giữa nhà tôi với cô đấy là bạn bè. À. Vâng. Thế nhưng mà cô đấy thì lại quan tâm hơn khi mỗi lần đi về phép và mỗi lần ở nhà thì lại quan tâm hơn vợ nhiều. À. Thế nên là lúc xa nhà thì cảm thấy nó bình thường thôi, không có vấn đề gì. Vâng. Thế vào trong này thì bây giờ hai cháu lớn rồi thì vào trong này bắt đầu học thì này bạn bè thì thôi thì cũng nhờ vả lẫn nhau. Rồi. Thì hai cháu vẫn cứ thường xuyên là đi học và nhờ vào đó và cứ bảy chủ nhật nghỉ thì vẫn về đó. Vâng, thôi có thể tóm gọn như này, tức là trước kia thì anh cũng đã cảm thấy là cô bạn này có một cái gì đấy rất là quý hóa mình rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà gần đây đấy, do cái việc là anh vào trong thành phố Hồ Chí Minh và hai con của anh đúng không ạ? Nó đương ở trong thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ vâng. Ừ. Thế và khi anh nói là hai con của anh mà lại cứ phải đến nhà cô đấy thì tôi cũng không rõ lắm là như thế nào. Không có nghĩa là sau khi bạn bè thì khi bắt đầu vào nhập học cho cháu thì đặt vấn đề là
có cháu nó đương ở quê thì bây giờ vào trong thành phố Hồ Chí Minh sinh hoạt thì tiền nong nọ kia thì phải qua đấy. Vâng, và anh thấy là cái việc gặp gỡ nhau nhiều đúng không ạ? Thì nó nảy sinh ra những cái vấn đề mình không muốn. Vâng, những cái tình cảm mà mình không muốn. Hỏi anh một chút là gia đình của người bạn đấy thì ông xã có ở trong đấy không hay là ở đâu? Dạ cũng ở người ngoài Bắc hết, cũng lập nghiệp ở trong này. À cũng lập nghiệp, có nghĩa là cô đấy đang sống cùng với chồng con đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Tôi muốn hỏi như thế là bởi vì để tránh đi những cái hoàn cảnh ấy mà nó có thể làm cho cái cảm xúc của mình nó khó kiểm soát đi anh nhá. Vâng. Thì nếu ví dụ như là cô ấy ở nhà mà có ông xã này đúng không ạ? Rồi lại có các con thì tôi nghĩ là việc đấy nó cũng đỡ đi rất là nhiều. Chứ còn nếu ví dụ như cô lại đi công tác này, cô lại chỉ ở đấy có một mình, hoặc là đấy là gia đình nhà cô đấy nhưng mà con thì đi học này, ông chồng thì đi công tác ở đâu, thì thật sự sẽ là khó cho anh nếu như anh đến và trong một cái khung cảnh nó vắng vẻ và chỉ có hai người đúng không ạ? Thì tôi nghĩ là có lẽ anh đã ý thức được tất cả những cái gì mà nó là không nên cho một cái mối quan hệ này, thì mình tốt nhất là tránh những cái hoàn cảnh nào đó mà nó chỉ có hai người. Cái việc mà mình ý thức được là không nên thì khi đó mình sẽ biết từ chối được những cái hoàn cảnh mà nó rất là nhạy cảm anh nhé. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi, xin chào anh nhé. Chúc anh giữ vững cái tình cảm của mình. Còn bây giờ thì chúng ta có điện thoại gọi đến từ tỉnh Kiên Giang. Alo Kiên Giang đâu ạ? Dạ đây ạ. Rồi, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ hỏi là ông xã con á, mỗi một lần mà quan hệ xong ông xuất tinh á, là cái dư gật của ảnh nó đều được, cái đầu á nó đều bị ê, nhưng mà luôn cũng khoảng chừng 3 năm rồi, nhưng mà lúc đầu thì nó chỉ là nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà dần dần nó ngày nhiều. Có ảnh có đi đại học y dược khám rồi nhưng mà bác sĩ nói là không có gì hết. Rồi mấy lần gần đây á, ảnh ấy là gọi là đau luôn chứ không còn là ê nữa. Từ Kiên Giang cũng đã vào đại học y thành phố Hồ Chí Minh để khám. Dạ. Rồi đúng không? Ông ấy dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ anh nay 35 tuổi. À mới có 35 tuổi, lấy nhau lâu chưa? Dạ lấy 5 năm rồi. 5 năm và có mấy cháu rồi? Dạ bé mới được hơn 2 tuổi. À có một cháu đúng không? Hơn 2 tuổi dạ. Rồi. Dạ. Và cái chuyện đau đau buốt buốt ngứa ngứa của ông ấy là nó cũng bắt đầu từ cách đây 3 năm. Và cái đợt này thì nó dạ. Đau hơn cả đúng không? Cái dạ. Hôm mà đi khám ở thành phố Hồ Chí Minh ấy thì có xét nghiệm gì không? Hay là bác sĩ chỉ vạch ra nhìn nhìn ngó ngó thôi? Đúng rồi, nhìn thôi, không có xét nghiệm gì hết. Không xét nghiệm gì. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Chị nói là đi khám ở bệnh viện gì cơ chị? Dạ bệnh viện đại học y dược á, đi rồi xong rồi vô anh cũng hỏi vậy đó, rồi bác sĩ cũng kêu vạch ra anh, rồi bác sĩ nhìn vậy đó. Vâng. Rồi vâng. Nói là không sao, không có gì. Vâng. Về gì tại vậy thôi hả? Vâng. Chị ơi, thế này, ở trong trong bệnh viện của trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng là một bệnh viện mà tốt rồi đấy ạ. Dạ. Có thể rằng là mình chưa gặp được một bác sĩ chuyên khoa sâu, hoặc là có thể cái hồi đấy anh ấy chỉ là ê ê thôi, thì người ta thấy, người ta nói là không sao. Cái lần mà đi khám thì có thể nó chưa quá nặng để mà bác sĩ nghĩ đến cái phương pháp nào đó, tức là để nghĩ đến cái bệnh nào đó, hoặc là chưa gặp được bác sĩ chuyên khoa về nam học ấy ạ, chuyên khoa nam học. Thế thì nay nó nặng quá rồi, tức là nó đau mà không thể chịu được, thì tôi nghĩ là chị vẫn cứ quay lại thành phố Hồ Chí Minh, có những cái trung tâm nam học, tức là chuyên về các vấn đề của nam giới ấy. Tôi không biết là có bệnh viện nam học nào để anh ấy được khám, và lúc đó vào đúng chuyên khoa, người ta sẽ làm cả xét nghiệm nên, rồi người ta làm tổng thể rồi ông mới sao giờ đúng rồi. Nó lo lắng tưởng tới cái bệnh gì đó nó có nguy hiểm không. Rồi thì bây giờ phải đi khám để biết có nguy hiểm hay không chứ nhỉ. Đúng không? Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc và có sức khỏe thật tốt nha. Xin cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng.